mười ngón như thoi đưa mười đạo kinh tiên chỉ cương trong né mắt bắn ra đồng thời vọt về phía tàng chân cơ đồng thời thân thể của cổ thần lao xuống mặt đất theo sát mười đạo chỉ cương hai quyền đánh mạnh nhất định phải phá hủy thần mộc thuấn hậu thể của tàng chân cơ cho dù không thể phá hủy chỉ cần tạm thời kích mở một khoảng cách nhất định thân hình câu diệt kiếp có thể thừa cơ giết chết tàng chân cơ ừm mười đạo chỉ cương hội tụ một chỗ giống như một vầng thái dương trói mắt bị thần mộc thuẫn ngăn cản cột thần dùng thiên cương thối thể đại pháp đệ cửu trọng lực lượng thân thể đã đề cao tới cực điểm hai quyền oanh kích vào thần mộc thuẫn một tiếng nổ vang vọng thần mộc thuẫn rung rộng mãnh liệt cuối cùng vẫn cản được quang mang trói mắt tan đi thần mộc thuẫn vẫn quay xung quanh thân thể táng chân cơ sắc mặt tàng chân cơ tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng kinh hô kinh tiên chỉ của hư thiên tông thiên cương thối thể đại pháp của bách thành các người đến tôi cùng là ai đột nhiên thần sắc tàng chân cơ biến đổi cả kinh nói là ngươi ngắn ngủi trong vòng hai năm ngươi đã có tu vi kim đan hậu kỳ ngươi còn có thể thay đổi tướng mạo cổ thần ngươi dám hiện thân trước mặt ta người chết chắc rồi đang khi nói chuyện tăng chân cơ đánh một trường lên cao một đạo quang mang lời sáng bay đi phóng ra một đạo tín hiệu quang mang phía sau lưng cổ thần bùng phát thiềm thiên phong rực trong né mắt xuất hiện bành trường tới trăm trượng thân thể trong né mắt biến mất trong sân nà đã xuất hiện phía trên đạo quang mang tín hiệu trưởng trái chụp nhẹ tổ diễn băng viêm hóa thành băng trưởng nhất thời biến đạo tín hiệu thành băng vỡ vụn vô số mảnh đoàn quang mang tín hiệu vừa mới bay lên trời hơn 300 trăm trượng đã bị cổ thần phá hủy sắc mặt tàng chân cơ nhất thời sám như cho tàn người đã biết mọi chuyện vậy ta không còn gì phải giấu diềm nữa rồi, chịu chết đi. Vừa nói xong, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, cổ thần biến thành một đầu cự long màu vàng dài trăm trượng, từ trên bầu trời ập xuống. Sử dụng thiên cương thối thể đại phát đệ cửu trọng, lực lượng thân thể đã tăng lên 9 lần, lại dùng nghịch mạnh hóa long quyết, hóa thân kim long. Thân thể của cổ thần lúc này hoàn toàn có thể tranh phong với tu sĩ mạnh tuyển cảnh. Tốc độ của cổ thần nhanh tới cực điểm, hai cự chảo màu vàng dài tới 10 trượng trong nháy mắt chộp vào thân mộc thuận vẫn quay xung quanh tàng chân cơ. Ừm, một tiếng nổ vang, lực công kích của cổ thần lúc này so với lúc còn ở trạng thái con người đâu chỉ mạnh hơn 10 lần thân thể tàng chân cơ cùng với thân mộc thuẫn bị đánh văng đi nện mạnh vào mặt đất cách hơn 10 trượng vừa mới hạ xuống dưới đất kim quang chợt lóe kim long lại lao tới hai cự trào mạnh mẽ đánh tới tàng chân cơ còn chưa kịp phản ứng thân thể lại bị đánh bay nện xuống hơn 10 trượng thân mộc thuẫn của nhiên kiên cố chịu đòn nghiêm trọng như vậy mà vẫn chưa bị hủy diệt thế nhưng tàng chân cơ lại bị đánh tới đâu ốc choáng váng lực không chế đối với thân mộc thuẫn càng lúc càng yếu dưới công kích của cổ thần Thần Mộc Thuận nay động kịch liệt, tăng chân cơ vừa mới hạ xuống dưới đất, cổ thần theo sát phía sau, hai cự trào màu vàng lại vỗ xuống. Lúc này đây thần Mộc Thuận chưa bị phá hủy, thế nhưng đã bị chia lìa với thân thể tăng chân cơ. Bị đánh văng qua một bên, một đảo ông quang thoáng hiện, tăng chân cơ còn chưa rơi xuống đất. Hai mắt lập lề sao trời thì cái cổ mắt lạnh, cái đầu bay lên cao. Anh, cổ thần, tăng ra sẽ không bỏ qua cho ngươi linh hồn cổ thần phát ra tiếng gào thét thảm thiết thê lương từ trong đầu bay ra trốn lên bầu trời ông quang chợt lẻ thân hình câu diệt kiếm đuổi theo sát phía sau linh hồn của tàng chân cơ một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết không nghĩ tới thanh kiếm này còn có lực sát thương cực lớn đối với linh hồn mấy kiếm đánh xuống linh hồn của tàng chân cơ bị diệt ông quang thu hồi vào trong mi tâm thiểm thiên phong dược cũng thu hồi vào cơ thể tướng mạo cổ thần nhanh chóng biến hóa đánh ra mấy đạo phần thiên viêm hỏa thiếu đốt sạch sẽ thi thể năm người nhặt thanh hoa thần mộc thuẫn hai đoạn thanh hoa thần mộc chế tạo phi kiếm cùng với cái đầu của Tăng chân cơ trong nháy mắt cổ thần nhảy vào dãy núi cựu long biến mất nơi rừng rậm cổ thần phi độn trong rừng rậm đế tử bị giết chuyện này không thể đùa thời gian còn lại của cổ thần không nhiều lắm phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cựu linh môn thiên linh phong và thanh nhạc thủy cách nhau vạn dặm thanh nhạc thủy chỉ là một tòa thành nhỏ biên hoang ngoại trừ cổ thương khung toàn bộ thanh nhạc thủy không ai biết được những tu sĩ thần hải cảnh chạy tới thanh nhạc thủy xuất phát từ cựu linh môn chỉ cần diệt sạch cựu linh môn mâu thuẫn phát sinh giữa cổ gia thành nhạc thủy và cự linh môn bị xóa bỏ cho dù đế đình có điều tra tới đây thì đầu mối cũng đã bị chặt đứt không thể tiến thêm lấy cự linh môn làm điểm trung tâm trong vòng bán kính vạn dặm một tòa thành nho nhỏ như thành nhạc thủy cũng có hơn 200. trăm chi đế đình điều tra hung thủ sao có thể chỉ đặt ánh mắt trong vòng vạn dâm đế tử bị giết suy nghĩ đầu tiên của đế đình chính là những đại phái tu tiên đối nghịch cùng với mấy đại đế đình thấm thầu và đại danh vô duyên vô cớ nghĩ đến đệ tử bị giết và một gia tộc tu chân nhỏ bé trong một tòa thành biên hoàng nho nhỏ bị cự linh môn tiêu diệt Điều này căn bản không có khả năng. Trong đầu cổ thần cấp tốc suy nghĩ, hậu của giết chết đế tử vô cùng nghiêm trọng. Muốn cắt đứt đầu mối đế đình điều tra, biện pháp tốt nhất chính là hướng đầu mối điều tra tới nơi khác. Như vậy đế đình càng khó biết được chân tướng. Có suy nghĩ như vậy, tướng mạo cổ thần thay đổi, biến thành một người thanh niên tuổi trường gần 30, có một cố khí thế quân lâm thiên hạ, ngạo thị tám phương. Thần thức cổ thần tản ra, những trạng cảnh giác ngầm xung quanh cựu linh môn đều bị hắn lặng lẽ tránh thoát. Những đệ tử canh giác ngoài này chỉ có tu vi tiên thiên cảnh ngoại trừ canh giác ra thì đi làm giám thị hoạt động đào mỏ linh thạch những vô sự cụ thể của cửa linh môn bọn họ còn chưa đủ tư cách để biết chỉ có trưởng lão hoặc là những đệ tử kiệt xuất tu vi thần hải cảnh trở lên mới có thể biết các vụ sự trong môn phái ví dụ như tin tức thành nhạc thủy có khả năng có mạch khoáng linh thạch chỉ có một số rất ít trưởng lão cựu linh môn biết được nếu tra xét cụ thể thực sự có mạch khoáng linh thạch lúc này mới thông báo cho các trưởng lão và đệ tử kiệt xuất khác biết thẳng cho tới khi phải những đệ tử bình thường tới giám sát khai thác mỏ. Lúc này những đệ tử bình thường mới biết được vị trí của mạch khoáng linh thạch, còn những người khác không thể biết được. Cựu linh môn có bao nhiêu mạch khoáng linh thạch? Ngoại trừ trưởng môn và mấy vị thái thượng trưởng lão, những người còn lại không có khả năng biết hết toàn bộ. Mỗi người chỉ quản một bộ phận chính mình được phân phối. Không quá lâu sau, cổ thần đã chạy tới chân núi Thiên Linh Phong, tiếp tục đi về phía trước sẽ chạm phải đại trận hộ sơn của cựu linh môn. Cổ thần có linh ngộ tương đối khắc sâu đối với âm dương trận đồ những đại trận hậu sơn của môn phái trung thượng đẳng như cựu linh môn đã không thể làm khó được hắn tối đa chỉ kéo dài chút thời gian bất quá cổ thần không vội và tiến vào trong trận vừa vào đại trận hậu sơn cựu linh môn lập tức biết được có địch tới phạm cổ thần dạo qua thiên linh phong một vòng tại tám phương xung quanh thiên linh phong bày ra trận cơ hình thành một một bộ trận pháp bắt môn tỏa thiên trận cơ lớn thiên linh phong cao tới mấy nghìn trượng phương viên chân núi lên tới mấy trăm trượng may mắn là bát môn tỏa thiên trận ngay từ đầu cổ thần nghiên cứu theo hướng cơ lớn Bằng không căn bản không thể phong tỏa toàn bộ Thiên Linh Phong, đây chính là một bộ khốn trận mạnh nhất mà cổ thần lĩnh ngộ được từ âm dương trận đồ, tu sĩ mạnh tuyên cảnh mới có thể thoát ra ngoài, tu sĩ thân hải cảnh bị nhốt trong bát môn tỏa thiên trận, cả đời cũng đừng nghĩ ra được. Ngay lúc cổ thần hoàn toàn bày ra bát môn tỏa thiên đại trận, đột nhiên có một nhóm tu sĩ từ trong cự linh môn đi ra, vừa mới rời khỏi đại trận hộ sơn phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng quang cháo chặn đứng lối đi của mọi người mọi người đánh vào quang cháo đều bị văng ngược trở về con mẹ nó ai đã phong bế đại trận hộ sơn rồi ngăn cản đường đi của chúng ta một người nhất thời mắng to không đúng không phải là đại trận hộ sơn chúng ta vừa mới rời khỏi đại trận hộ sơn rồi một tên khác trả lời con mẹ nó không phải là đại trận hộ sơn thế nào lại có trận pháp người đầu tên tiếp tục mắng sắc mặt mọi người cả kinh đánh mắt nhìn nhau quát lớn không tốt mọi người một lần nữa lao về phía quang cháo nhưng nhanh phóng bị phản chấn trở về đều tung ra pháp bảo công kích về phía quang cháo pháp bảo cũng bị ngăn trở về nhanh trở về báo cáo trưởng môn mọi người kinh hãi bày ra bát môn tỏa thiên đại trận toàn bộ thiên linh phong đều bị nhốt bên trong chỉ có thể vào không thể ra cổ thần đi tới chân núi thiên linh phong nơi này có một khối đá lớn cao tới trăm trượng trên mặt khối đá lớn khắc ba chữ lớn hơn mười trượng đến cựu linh môn một đạo ông quang từ giữa mi tâm cổ thần bắn ra ngay bên trên khối đá lớn này viết dòng chữ đến tàn sát phàm nhân tội ác tài trời vi phạm công ước cậu linh môn diệt phía dưới khối đá lớn cổ thần lại để hai hàng chữ nhỏ đến cơ thủy thao thao đẳng thiên hạ thần quang như nguyệt hạo đương không hoàn tất ông quang thu thập vào trong mi tâm cổ thần sai người tiến vào trong đại trận hậu sơn cự linh môn đối với cấp độ trận pháp của cổ thần hiện tại mà nói đại trận hậu sơn của cự linh môn căn bản không thể ngăn cản được cước bộc của hắn quá lâu rất nhanh đã dò xét được tổng thể trận pháp dễ dàng tránh thoát được mấy đạo sát chiêu trong đó sau nửa khác cổ thần đã vượt qua đại trận hộ sơn tiến vào sườn núi thiên linh phong giữa sườn núi có một quảng trường rộng lớn phương viên hơn trăm trượng trên quảng trường lúc này không biết tụ tập bao nhiêu người hai bên quảng trường không hề thiếu phòng ốc các loại dựa theo thế đi lên chủ điện của cựa linh môn thì ở trên đỉnh thiên linh phong mấy tên môn nhân phát hiện ra quang trào trận pháp đã chạy lên tới đỉnh núi bẩm báo cho trưởng môn Đám người trên quảng trường lúc này là do trưởng môn cựu linh môn gọi tới, biết xảy ra đại sự, nhanh chóng tụ tập một trò, nhìn xuống dưới chân núi, cổ thần vừa xuất hiện liền rơi vào trong mắt mọi người. Người là người phương nào? Vì sao lại xông vào cựu linh môn? Một gã tu sĩ tuổi trường 40 hỏi, tuy là quát hỏi, thế nhưng vũ khí không quá nghiêm khắc. Bộ dáng cổ thần biến hóa lúc này chỉ gần 30 tuổi, mặc long bảo màu vàng, có một câu khí khái quân lâm thiên hạ, ngọ thị tám phương, là người khác vừa nhìn trong lòng không nhịn được muốn cùng bái. Khi thế bậc này, so với thái tử táng thiên cơ của đại danh còn có lực trấn nhiếp hơn. Hai mắt cổ thần vừa mở, thần thức trong né mắt đánh ra, hóa thành hơn mười đạo dũng mạnh tiến vào mi tâm đám người. Trong né mắt thấy được trong thức hải ký ức đám người này những hình ảnh tàn sát phàm nhân, hoặc là tàn sát tiểu gia tộc tu chân. Thu hồi thần thức, cổ thần lạnh lùng nói, hôm nay diệt toàn bộ cựu linh môn đều chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, trường phải đánh ra, một cựa trường hỏa diễm lớn chừng trăm trượng trục mạnh, Đám người đứng đây tu vi cao nhất chỉ là dẫn hồn kỳ, trong đó còn có không ít là tu sĩ tiên thiên cảnh. Làm sao có thể chống đỡ được một kích thịnh nộ của cổ thần? Pháp bảo hạ phẩm, pháp bảo trung phẩm, thượng phẩm dưới một trường bao trùm trong hỏa diễm màu đen, tất cả đều bị đốt thành cho tàn. Cực hương hỏa diễm đánh xuống mặt đất, che phủ toàn bộ quảng trường tức thì vang lên tiếng hét thảm thiết thê lương, toàn bộ đều bị giết chết. Một trường đánh vào quảng trường, toàn bộ thiên linh phong đều bị rung động mãnh liệt. Mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng ập tới. Có địch đột kích, có địch đột kích trong sát na khắp nơi xung quanh thiên linh phong vang lên tiếng kêu gọi âm ý của chúng tu sĩ cựu linh môn vô số đạo độn quang từ trong các kiến trúc trên thiên linh phong bắn ra vọt về phía quảng trường cổ thần đứng giữa quảng trường giống như một tôn hẩn vương nhìn chúng tu sĩ bay tới thần thức như kiếm dũng mạnh tiến vào trong mi tâm hơn mười tên tu sĩ lại là hình ảnh những tòa thôn trang nhỏ chịu khổ tàn sát từng đám tiểu gia tộc tu chân chịu nạn diệt môn xuất hiện trong thần thức của cổ thần nhiều tu sĩ như vậy cư nhiên không có một người thuần khiết cựu linh môn bao nhiêu năm qua không biết đã tàn sát bao nhiêu thôn trang phàm nhân không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tiểu gia tộc tu chân chỉ nhớ trong thức hải đám người này đều là những hành vi phạm tội ác ngập trời ban đầu cổ thần còn cho rằng cự linh môn tàn sát con người ước ừ hiếp tiểu gia tộc tu chân chỉ là một bộ phận nhỏ hiện tại xem ra thôn trang mà cổ thần nhìn thấy cự linh môn tàn sát phạm nhân không phải là lần đầu tiên cổ gia cũng không phải là gia tộc đầu tiên bị cự linh môn tới cự ước hiếp trước đó còn có vô số thôn trang phạm nhân có vô số tiểu gia tộc tu chân bị diệt trong tay cự linh môn nếu như cổ thần chưa trở lại thành nhạc thủy Cổ gia sẽ trở thành một trong số rất nhiều tiểu gia tộc tu chân bị diệt dưới tay cựu linh môn. Thần thức từ mi tâm hơn 10 tên tu sĩ thu hồi lại, trong nháy mắt lại tiến vào một nhóm tu sĩ khác. Cổ thần chưa từ bỏ ý định, không tin một môn phái trung thượng như vậy dĩ nhiên bị lưu lại tới mức độ này. Quả thực là tội ác chi quật, không tìm ra được tu sĩ nào quyết tâm không làm điều ác hay sao. Lúc này đây, cổ thần quá mức giận dữ, dấu tóc bay cao. Trong thức hài của nhóm tu sĩ này không chỉ có hình ảnh tàn sát con người, diệt tiểu gia tộc tu chân, còn có ký ức lăng nhục vô số nữ tử phàm nhân. Trong đó cũng có không ít nữ tù tù vì thấp, hiển nhiên là những thành viên của tiểu gia tộc tu chân, gia tộc bị diệt, các nàng muốn chết cũng không thể, mấy đêm bị đám cự linh môn này lăng nhục. Cổ Thần nhìn Thiên Linh Phong, Cửu Long cùng Châu, bảo địa phong thủy như vậy dĩ nhiên dưỡng ra một đám cầm thú bục này. Cổ Thần không hề dùng thần thức mạnh mẽ điều tra ký ức tất cả mọi người, chỉ nhìn qua hơn trăm người, trên tay mỗi người đều là máu tươi, là tội nghiệt phạm ác ngập trời, giết trong lòng cổ thần chỉ còn có sát ý ngay cả trong cự linh môn có người chưa bao giờ làm chuyện xấu cũng là trăm người không có một không sợ giết sai một hai sát ý của cổ thần như nước thủy triều trong lòng đã định một người cũng không lưu lại chúng tu sĩ nhìn thấy cổ thần trong mắt đều có vẻ kinh hãi phục sức như vậy chí ít cũng là đại nhân vật cấp bậc đế tử đế đình tuy rằng cự linh môn đều là kẻ phạm ác nghiệt súc nhưng không có người nào dám đối địch với đế đình người là người phương nào vì sao lại tàn sát tu sĩ cựu linh môn chúng ta cựu linh môn có chỗ nào đắc tôi đạo hữu mời nói cựu linh môn chắc chắn bồi thường cẩn thận vị đạo hữu này cựu linh môn chính là môn phái thuộc về đế đình đại doanh chúng tu sĩ thấy cổ thần không đơn giản một năm miệng mùi gió sẽ lai lịch nguyên nhân tới xâm phạm cổ thần khẽ vung tay một cái đầu lăn lóc lóc trên quảng trường trong đám tu sĩ cựu linh môn có người nhận ra tàng thiên cơ lập tức kinh hãi thét lên là cửu điện hạ đó là cửu điện hạ trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh khủng cử điện hạ của đế đình đại danh cư nhiên bị người ta chặt đầu mọi người chỉ cảm thấy bầu trời bị đạp đổ thanh âm lạnh lùng của cổ thần vang lên từ ngày hôm nay cựu linh môn bị xóa tên nói xong thân thể lăng không bay lên quyền trưởng đều xuất hiện tử diễm băng trưởng và quyền cương hắc diễm đồng thời anh kích về chúng tu sĩ cựu linh môn cổ thần xuất thủ đánh đâu thẳng đó không gì cả nổi tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên mọi người bỏ chạy từ tán không ít người chạy tới chân núi phát hiện ra một tầng quang trào đã bao phủ toàn bộ thiên linh phong bên trong căn bản không thể thoát ra ngoài đinh nồi có mấy đạo khí tức cường đại đồng thời phi độn xuống quảng trường một thanh âm như hồng quang vang lên người nào đến cựu linh môn tìm chết người nói là một lão già ước chừng lục tuần có tu vi kim đan hậu kỳ cổ thần căn bản theo tin tức thu được từ đám người cựu linh môn biết người này chính là trưởng môn cựu linh môn tên cổ thanh thọ dưới chân cổ thanh thọ có một pháp bảo hình dạng như tinh bàn trên mặt có một ít tinh quang tốc độ như thiểm điện phi độn cực nhanh về phía cổ thần phía sau cổ thanh thọ có ba lão già mặc trường bào màu xám nhìn qua trên người 60 tuổi một người đứng trên một phương xích hình vuông một người đứng trên hổ lô một người đứng trên ngân sử giống quốc chìm đều có tu vi kim đan hậu kỳ cổ thần lần lượt nhận ra ba người này đều là thái thượng trưởng lão của cự linh môn tương trưởng lão dương trưởng lão uông trưởng lão tứ đại cao thủ kim đan hậu kỳ bay tới bầu trời quảng trường ánh mắt rơi vào cái đầu lâu nằm giữa quảng trường toàn thân thiếu chút nữa từ trên pháp bảo rơi xuống, tất cả đều kinh hô. Cửu điện hạ, bốn người hạ sùng dưới mặt tàng chân cơ, toàn thân đều run rẩy, tàng chân cơ đã chết. Chết tại cư linh môn, dưới cơn thịnh nộ của đế đình, cựu linh môn khả năng sẽ bị giết sạch sẽ. Bọn họ đã tàn sát quá nhiều gia tộc tu chân, tự nhiên biết tình cảnh tàn sát toàn môn là như thế nào. Giết chết cũng được, nhất định phải bắt giữ người này, thậm chí giết chết, giao cho đế đình xử trí. Cổ thanh thọ chỉ vào cổ thần quan lớn chỉ khi giao hung thủ cho đế đình thì đế đình mới tha thứ họ có một đường sinh cơ cổ thân nhìn bốn người sát ý trong mắt càng tăng lên cổ ra có hơn 40 người bị giết bốn người này chính là đầu sỏ các ngươi còn vọng tưởng có thể tiếp tục sống sót sao cậu linh môn từ trưởng môn cho tới đệ tử ngày hôm nay các ngươi đều phải chết thanh âm cổ thần giống như tử thần tuyên án vang vọng khắp thiên linh phong cuồng vọng cố thanh thọ giận dữ quát nói ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì dám giết đế tử đại doanh hôm nay định trước người chết không có chỗ chôn Sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, cửu điện hạ cũng táng mạng dưới tay người này. Người này tuyệt đối không đơn giản. Uông trưởng lão lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, mân sử ném đi hóa thành hơn 10 trượng. Mân sử này thật nhìn giống cái cúc chim đào mạch khoáng. Trên thực tế là do khoáng thạch giác ngân quáng tương đối hiếm thấy luyện chế thành. Là một kiện pháp bảo thượng phẩm tiếp cận với pháp bảo cục phẩm. Uông trưởng lão vừa nói ra, cố thanh thọ, tương trưởng lão. Dương trưởng lão đều lấy pháp bảo của chính mình ra, cố thanh thọ tung tinh bàn, hóa thành hai thước, trên mặt tinh bàn là vô số tinh quang ngân quang chiếu rọi giống như tinh không là một kiện pháp bảo thượng phẩm tiếp cận với pháp bảo cục phẩm Tường trưởng lão tung ra phương xích hóa thành một trượng giống như bạch ngọc trên mặt lập lề thần hoa cũng là một kiện pháp bảo lợi hại dương trưởng lão tung hổ lô hóa thành sáu thước bên ngoài tỏa quang mang màu xanh không giống vật phàm cổ thần cảm giác nguy hiểm áp bức Trường môn cổ thanh thọ cùng với tan đại thái thượng trưởng lão tương dương uông bốn cao thủ kim đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ tinh bàn bắn ra đạo đạo tinh quang hóa thành vô số thanh đao sắc bén số lượng như quần tinh trên bầu trời không thể đếm hết trong chớp mắt vô số lưỡi dao sắc bén phô thiên cái đi ập về phía cổ thần những lưỡi dao sắc bén giống như một trận bảo vũ bốn phương tám hướng đều bao phủ cổ thần cấp tốc phóng tới phương xích bạch ngọc bắn ra một đạo quang mang nguyễn bạch quang mang chiếu lên tinh bàn khiến quang mang tinh bàn đại thịnh những lưỡi dao sắc bén bổ ra càng nhanh hơn càng mạnh hơn ngân sử cũng bộc phát ra một đạo quang mang màu bạc lớn trăm trượng hóa thành một đạo hư ảnh ngân sử lớn trăm trượng trong bầu trời hỗn loạn lưỡi dao sắc bén bổ xuống cổ thần hồ lô màu xanh phiêu vũ trong không trung miệng hồ lô nhằm vào cổ thần trong miệng dương trưởng lão mặc niệm hồ lô màu xanh tạm thời không có biến hóa gì tựa hồ đang chờ đợi một kích cuối cùng thiên linh phong bị bát môn tỏa thiên trận phong tảo đám tu sĩ cựu linh môn vừa mới chạy trốn đều đã trở về thầy thái thượng trưởng lão và trưởng môn đồng thời xuất thủ lòng tin tăng nhiều hơn một nghìn tu sĩ lớn tiếng hoan hô dám tới cựu linh môn tàn sát của thực là muốn chết pháp bảo của trương môn lợi hại như vậy sẽ chém hắn thành mảnh nhỏ còn có ba vị thái thượng trưởng lão tứ đại cao thủ cự linh môn đồng thời xuất thủ cho hắn chết không có chỗ chôn dám giết cửu điện hạ bầm thân hắn vạn đoạn đưa thi thể hắn cho đế đình bắt lấy linh hồn hắn đế đình sẽ khiến linh hồn hắn chịu dần vặn chọn đời không thể siêu sinh trưởng môn vừa ra tay cầu tặc này nhất định hồn phi phách tán cầu tặc này dám mặc long bào của thực to gan lớn mật chán sống muốn chết chúng tôi sĩ cựu linh môn thấy trưởng môn và tan đại trưởng lão hạ lệnh phải giết đối với cổ thần tự nhiên không còn chút khách khí nào cho dù mặc long bào nhưng giết chết đế tử đại doanh chúng tôi sĩ biết người này nhất định là cừu nhân của đế đình đại doanh vì vậy đều thay đổi ngữ khí lúc trước ô nào mắng mỏ trong mắt chúng tu sĩ cổ thần chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ đồng thời đối mặt với bốn cao thủ kim đan hậu kỳ hẳn là phải chết không cần nghi ngờ bọn họ không thấy hình cảnh cổ thần đánh chết tàng chân cơ tự nhiên đều có suy nghĩ như vậy nếu là nhìn thấy vậy khẳng định sẽ mất mồ hôi vì thái thượng trưởng lão và trưởng môn của bọn họ nhìn những lời giao sắc bén khắp bầu trời cùng với ngân sử lớn trăm trượng đánh xuống nhãn thần cổ thần như thường thân thể chưa động trong mi tâm chọn lóe ra hai đạo kim quang một vàng một đen quang mang màu vàng hóa thành một cự trung trục xuống một đạo quang cháo màu cổ đồng bao phủ toán thân cổ thần bên trong âm 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 những lời dao sắc bén khắp bầu trời giống như hạt mưa đánh vào quang cháo cổ chung chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm đây chỉ là pháp bảo thượng phẩm tốt nhất hoàn toàn có thể ngăn cản được cho dù là pháp bảo cực phẩm cũng có thể ngăn cản được một lần công kích tinh bàn của cố thanh thọ phát ra vạn vạn lưỡi dao sắc bén số lực tuy nhiều nhưng lực công kích lại hơi yếu đều bị cổ chung đỡ được một đạo hắc mang kia chính là thần hình câu diệt kiếm hóa thành một đạo ông quang mạnh mẽ chém xuống ngân sử rắc rắc một thanh âm nghiền nát vang lên ngân sử bị ông quang chém thành hai nửa lập tức bị hủy diệt uông trưởng lão thất kinh đây là một kiện pháp bảo thượng phẩm cực kỳ lợi hại dĩ nhiên bị ông quang kia chém thành hai đoạn chúng tu sĩ cậu linh một tức thì hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn đạo ông quang kia lẽ nào đó là pháp bảo phi kiếm cực phẩm hay sao ông quang chặn đứt ngân sử thế đi không giảm tiếp tục bổ mạnh về phía uông trưởng lão ngay cả pháp bảo thượng phẩm cũng không thể chống đỡ được thấy ông quang bổ tới uông trưởng lão thất kinh nhất thời tung ra ba kiện pháp bảo trung phẩm đồng thời thân thể lui nhanh về phía sau rắc 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 ba đạo thanh âm nghiền nát hầu như đồng thời vang lên ba kiện pháp bảo trung phẩm trong nháy mắt bị ông quang chém thành hai nửa thế đi của ông quang không giảm tiếp tục đánh về phía uông trưởng lão mau mau cứu ta uông trưởng lão sợ hãi hết to nhảy vào trong đoàn người hai tay nắm nhẹ bắt hai người che chắn trước mặt hơn mười kiện pháp bảo từ trong đám người bay ra bánh kích về phía ông quang ngay cả pháp bảo thượng phẩm thần hình câu diệt kiếp cũng có thể phá hủy trong nháy mắt nhưng pháp bảo hạ phẩm này trước mắt cổ thần chỉ giống như đậu hũ tiếng rắc rắc vang lên hơn mười kiện pháp bảo chắn giữa ông quang và uông trưởng lão đều bị chém thành hai nửa hủy diệt trong nháy mắt ngay sau đó ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang vọng uông trưởng lão kể cả hai người bị hắn nắm lấy che trước người trong sát na bị ông quang xuyên thấu ngực ba người bị hắn ra một lỗ máu lớn chừng nắm tay trái tim bị bắn thủng thân thể bị hủy diệt tức khắc uy lực của ông quang kia hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người quả thực so với pháp bảo cực phẩm còn kinh khủng hơn thế nhưng chỗ kinh khủng chân chính của ông quang mọi người cũng chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thức linh hồn của ung trưởng lão và hai người từ mi tâm bay ra đạo ông quang kia gặp lại quay ngược trở về rất nhanh bổ ra ba kiếm ba đạo linh hồn bị ông quang chém trúng nhất thời phát sinh ba tiếng kêu thảm thiết hồn phi phách tán thần hồn câu diệt phi kiếm có thể chém giết linh hồn tu sĩ chúng tu sĩ của thực mới nghe lần đầu lúc trưởng môn và tan đại thái thượng trưởng lão rất ai chúng tu sĩ cỡ linh môn đều vô cùng hưng phấn đều ở một bên hò hét trợ uy cho rằng đánh chết cổ thần dễ như trở bàn tay thế nhưng tình huống thực tế lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người trong nháy mắt một vị thái thượng trưởng lão đã bị chém giết thân hình câu diệt cố thanh thọ tương trưởng lão và dương trưởng lão đều hiện rõ biểu tình không thể tưởng tượng nổi thấy đạo ông quang kia chém chết ung trưởng lão lại chém về phía bọn họ cố thanh thọ quát lớn dương sư huynh nhanh thu hắn tốc độ mặc niệm trong miệng dương trưởng lão nhất thời nhanh hơn theo pháp quyết mặc niệm hồ lô sáu thước nhất thời bùng phát quang mang bắn ra một đạo thanh mang chừng sáu thước bao phủ cổ thần Đột nhiên, một lực hút vô cùng to lớn từ trong hồ lô màu xanh tuôn ra. Thân thể cổ thần không thể điều khiển, nhất thời bị thu vào thanh mang hút vào trong hồ lô. Dương trưởng lão ha ha cười nói, thanh ma hồ lô của ta chính là thanh ma đảng tạo thành, 300 năm khai hóa. 300 năm kết quả, 300 năm của chín. Sau nghìn năm mới thành thục, bất luận tu sĩ thân hải cảnh nào bị hút vào trong hồ lô, một giờ ba khắc sẽ bị hóa thành huyết tương, cho người chết không có chỗ chôn Thân thể cổ thần trong ngày mắt theo thanh mang bị hút vào trong hồ lô, miệng hồ lô tự động đóng lại, thân hình câu diệt kiếp mất đi liên hệ với cổ thần rơi xuống mặt đất cố thanh thọ thu hồi tinh bàn nhặt thần linh câu diệt kiếp lên ha ha cười nói thanh ma hồ lô của dương sư huynh của nhiên lợi hại không hổ là trấn môn chi bảo của cựu linh môn đời trước tương trưởng lão thu hồi phương xích vào mi tâm đi tới bên cạnh dương trưởng lão cười nói một giờ ba khắc để hắn chết không có chỗ chôn cố thanh thọ vuốt thần hình câu diệt kiếp nghi hoặc nói đây là bảo kiếm luyện chế từ nguyên liệu gì uy lực dĩ nhiên kinh người tới như vậy đám người cựu linh môn nhìn thấy cổ thần bị hút vào trong thanh ma hồ lô nhất thời hoan hô cười rộ lên đồng thời tán dương pháp bảo của thái thượng trưởng lão lợi hại giữa lúc mọi người đang thoải mái tươi to cho rằng cổ thần phải chết không cần nghi ngờ đột nhiên âm một tiếng nổ vang từ trong thanh ma hồ lô truyền ra chỉ thấy trên thanh ma hồ lô hiện vết quyền ấn âm ừ, lại một tiếng nổ quyền ấn trên hồ lô đã cao bằng một người bình thường tuy rằng cổ thần có tu vi kim đan hậu kỳ thế nhưng bằng vào trạng thái cường hóa của thiên cương thối thể đại pháp để cửu trọng lại hóa thân thành kim long đủ để tranh phong với tu sĩ mạnh tuyển cảnh thanh ma hồ lô làm sao phong ấn được ừm thanh ma hồ lô bị đánh phân năm xẻ bảy một kim long phóng lên cao cố thanh thọ đang cầm thần hình câu diệt kiếp bị nghiên cứu đột nhiên ông quang trợt lóe cái cổ của hắn mát lạnh nhất thời văng lên trời cao chúng tu sĩ si cự linh môn còn đang hoan hô đột nhiên biến hóa xảy ra trương môn cổ thanh thọ trong lúc không hiểu ra sao bị thần hình câu diệt kiếp chém đứt đầu tương trưởng lão quân trưởng lão thất kinh trăm triệu lần không ngờ tới ngay cả thanh ma hồ lô cũng không ngăn cản được cổ thần vốn tưởng rằng đã đại công cáo thành ai biết thanh ma hồ lô bị hủy trong chớp mắt chớp mắt tiếp theo cố trưởng môn bị diệt sao có khả năng chấn động nhất chính là chúng tu sĩ cựu linh môn cổ thần đã sớm phát ngôn cuồng ngạo muốn diệt toàn bộ cựu linh môn trưởng môn và thái thượng trưởng là tất cả hy vọng của bọn họ hiện tại trưởng môn đã chết thái thượng trưởng lão cũng đã chết một người trước đó tiếng hoan hô của chúng tu sĩ đột nhiên dừng lại thay vào đó là vẻ mặt xám như cho tàn trong ánh mắt sợ hãi tới cực điểm cảm giác tử vong đã bao phủ toàn bộ mọi người bên trong kim long hạ xuống đất cổ thần hóa thành hình người vẫn mặc long bào như trước vẫn là bộ dáng gần 30 tuổi, tản mát một cô khí tức quân lâm thiên hạ, nào thị tám phương. Thân hình câu diệt kiếp tại lúc chặt bỏ đầu lâu cố thanh thọ, ông quang chợt lóe, rất nhanh đuổi theo đám người chạy trốn chém thành hai nửa, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn tuyệt diệt, thái thượng trưởng môn, dương trưởng lão, tương trưởng lão đồng thời hô lớn, thanh âm chấn động trời cao. Có khi mời thái thượng trưởng môn đang bế quan ra ngoài, bằng không ai cũng không thể ngăn cản cổ thần giết chóc. Hai vị thái thượng trưởng lão phát ra một tiếng kêu lớn, đều đồng thời vỗ mạnh vào ngực phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vẽ lên đồ họa phù ấn, một đồ án ngũ giác lập tức xuất hiện, hạ xuống mặt đất, giống hệt như vương su toàn, hái huyết đồ dưới đất lớn chừng chừng rưỡi, tiêu hao rất nhiều tình huyết của hai người, tu vi khả năng cả đời này cũng không khôi phục lại đỉnh phong, hai người đã không thể ngăn cản được công kích của đa ông quang kia, tại lúc sinh mệnh nguy hiểm trước mặt, tự nhiên bảo vệ tính mạng quan trọng hơn tất cả, về phần tính mạng những người khác, bọn họ đã kêu gọi thái thượng trưởng môn ra, không xen vào nữa rồi, ông quang vừa mới diệt sát linh hồn cố thanh thọ, hai vị thái thượng trưởng lão dương tương đều vẽ lên đồ án dưới mặt đất nhất thời chu sâu xuống dưới muốn dùng thổ độn thật chạy trốn đang đầu của hai người đánh xuống mặt đất phát ra tiếng va chạm sắt thép mặt đất giống như khối sắt lớn hai người căn bản không thể tiến vào bị bắn ngược trở lại cổ thần cười nhạt một tiếng bát môn tỏa thiên đại trận vây khốn thiên địa chỉ cần ở bên trong bát môn tỏa thiên đại trận lên trời không đường xuống đất không cửa thần thức khé động thân hình câu diệt kiếp nhất thời chém về phía hai người hai người dương tương sử dụng rất nhiều tính huyết thân thể đã suy yếu tới cực điểm lại không thể chạy trốn hai người nhất thời sám mặn như cho tàn kinh hồn táng đảm lúc này thần hình câu diệt tiếp giống như thiểm điện đánh tới anh anh hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên hai người rất nhanh bị thần hình câu diệt tiếp chém thành hai đoạn ông quang vừa cắt qua chém đầu hai người linh hồn cũng không thể chạy trốn đến tận đây trưởng môn tứ đại thái thượng trưởng lão mũ đại cao thủ kim đan hậu kỳ của cự linh môn đều đã chết trong tay cổ thần nhờ tới những tộc nhân cổ gia đã chết đi nhờ tới những thôn trang phạm nhân bị chìm trong biển lửa giết chóc những nữ tử phạm nhân bị lăng nhục trong lòng cổ thần mạnh mẽ bốc lên lửa giận trong mắt phát ra hai đạo hồng quang sát ý của hắn đang dâng trào ánh mắt đảo qua chúng tu sĩ cựu linh môn hơn nghìn tu sĩ cựu linh môn còn lại đều mềm nhũn cả người kinh hồn táng đảm thiên linh phong đã bị bát môn tỏa thiên trận vây khốn lên trời không đường xuống rất không cửa đối mặt với ánh mắt của cổ thần chúng tu sĩ cựu linh môn đều có cảm giác như tới địa ngục chờ đợi tử thần tuyên án phịch người đầu tiên quy dạp xuống đất liên tục dập đầu với cổ thần hô to tha mạng phịch 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 phịch, phịch một người đi đầu, tất cả tu sĩ cự linh môn liên tục không ngừng quỳ xuống, ngay cả thái thượng trưởng lão và trưởng môn đều bị giết. trong lòng chúng tu sĩ không phát ra nửa điểm lòng phàn kháng, chỉ có cầu xin tha thứ. âm um, đối mặt với chúng tu sĩ cự linh môn quỳ xuống đất dập đầu xin tha thứ, cổ thần còn chưa mở miệng, đỉnh thiên linh phong mạnh mẽ rung động, chỉ thấy đá lớn lăn xuống ầm ầm, tựa hồ như có người nào đó phá núi mà ra. một đoàn quang mang chói mắt đột nhiên theo những hòn đá lớn từ trong lòng núi lao ra, lập tức huyền phù trên bầu trời thiên linh phong. Ai? Một tiếng quát lớn từ trong đoàn quang mang chói mắt phát ra, thành âm tràn đầy giận dữ. Là ai dám giết người cựu linh môn ta? Lão tử diệt cửu tộc hắn. Một có khí tức cường đại nhất thời bao phủ toàn bộ thiên linh phong. Đây là khí tức của cường giả mệnh tuyên cảnh. Vừa mới nhìn thấy đoàn quang mang chói mắt kia, chúng tô sĩ si cựu linh môn tức thì có cảm giác muốn quỳ xuống đất cùng bái. Khác so với mọi người vì kinh sợ mà quỳ lại cổ thần. Đây là uy áp đặc biệt của cường giả mệnh tuyên cảnh, khiến mọi người nhịn không được phải quỳ bái trên mặt đất. Trong đoàn quang mang chói mắt kia chính là thái thượng trưởng môn cựu linh môn một tu sĩ mạnh tuyên cảnh duy nhất của cựu linh môn thái thượng trưởng môn bế sinh từ huyền quan truy cầu trường sinh đại đạo không phải thời điểm cựu linh môn đối mặt với sinh tử tồn vong căn bản không ra ngoài thế nhưng hắn đã tới chậm một hồi trưởng môn thái thượng trưởng lão cựu linh môn tất cả đều đã bỏ mình là thái thượng trưởng môn thái thượng trưởng môn sức quan rồi chúng ta được cứu rồi thấy đoàn quang mang trói mắt kia không ít tu sĩ cựu linh môn nhất thời hoan hồ vàng dội kinh khủng đối với cổ thân lập tức biến mất đều đứng bật dậy thái thượng trưởng môn có tu vi mạnh tuyên cảnh giết cầu tặc này như cắt thịt thái rau cầu tặc này chết chắc rồi thái thượng trưởng môn có mặt cự linh môn sẽ không vong dám can đảm xâm lấn cự linh môn bắt hắn chết không có chỗ chôn cầu tặc này giết trưởng môn và thái thượng trưởng lão tội đáng chết vạn lần muốn cho hắn chịu dằn vật, nhốt linh hồn của hắn để hắn chọn đời không được siêu sinh báo thù cho trưởng môn và thái thượng trưởng lão thái trượng trưởng môn cự linh môn xuất hiện chúng tu sĩ bành trướng lòng tin vô hạn tu sĩ thần hài cảnh trước mặt tu sĩ mạnh tuyền cảnh hoàn toàn giống như con kiến và con voi chúng tu sĩ nhìn cổ thần giống như nhìn một người đã chết sao còn sợ hãi gì đó nhờ tới hành động quỳ lại cổ thần cầu xin tha thứ chúng tu sĩ nhất thời cảm giác chính mình mất hết mặt mũi lần lượt phát ra những lời ác độc nguyên rủa cổ thần tựa hồ cổ thần không chết cả đời này bọn họ không thể ngẩng cao đầu thái thượng trưởng lão tuy rằng ở trên đỉnh thiên linh phong thế nhưng tất cả tình cảnh trên quảng trường bên dưới bị hắn nhìn thấy toàn bộ khi nhìn vào cái đầu tăng chân cơ cùng với trưởng môn còn có thi thể ba vị thái thượng trưởng lão nhất thời giận ngữ ngập đầu cầu tạp muốn chết thái thượng trưởng môn quát lớn một tiếng một đạo kiếm cương màu tím đột nhiên xuất hiện Dày gan nghìn trượng rộng chừng mười trượng mạnh mẽ đánh về phía cổ thần kiếm cương vừa ra trong thiên địa hoàn toàn mất đi màu sắc trong mắt mọi người chỉ còn có một đạo kiếm cương kinh khủng tuyệt lâu chúng tu sĩ không chút nghi ngờ bị một đạo kiếm cương này đánh xuống mọi đồ lớn phương viên trăm trượng cũng bị chém thành hai đoạn chúng tu sĩ tự hồ nhìn thấy kết quả cổ thần bị kiếm cương chém thành hai đoạn đây là pháp bảo cực phẩm đế đình ban thưởng xuống thiên tiệt bảo kiếm trấn môn chi bảo của bản môn thiên tiệt bảo kiếm vừa ra nhất định chém cầu tặc này thành hai nửa Cổ tức chạy không được rồi hắn phải chết không cần nghi ngờ kiếm cương màu tím dài gần nhìn trượng rộng chừng mười trượng uy lực kinh khủng tuyệt lâu chúng tu sĩ cự linh môn đều lớn tiếng hoan hô cổ thần đối mặt với đạo kiếm cương màu tím áp bách tới không hề né tránh sắc mặt bình tĩnh thậm chí ngay cả cổ chung trên đỉnh đầu cũng thu hồi lại bay vào trong mi tâm cổ chung chỉ là pháp bảo thượng phẩm vô luận thế nào cũng không thể chống đỡ được tu sĩ mạnh tiền cảnh dùng pháp bảo cực phẩm bổ ra kiếm cương ngay lúc chúng tu sĩ cho rằng cổ thân phải chết kiếm cương màu tím chém xuống đầu cổ thần đột nhiên mi tâm cổ thần chợt lấy thanh mang ba thuẫn bài màu xanh nhất thời xuất hiện trước mặt cổ thần quay xung quanh chuyển động vòng tròn chính là pháp bảo phòng ngự cực phẩm của tàng chân cơ thanh hoa thần mộc thuẫn đạo kiếm cương màu tím chói mắt không gì sánh được giống như mặt trời một kiếm chém xuống ngay cả bát môn tỏa thiên trận bao phủ bên ngoài thiên linh phong cũng bị đánh xuống một vết nứt sâu mười trượng dài tới trăm trượng chúng tu sĩ chỉ nhìn thấy đoàn quang mang màu tím này bổ chúng người cổ thần tiếp theo là một mảnh tử quang ai cũng không nhìn thấy rõ cổ thần rốt cuộc bị chém thành mấy khối tử mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong sát na liền biến mất ngoại trừ vết nứt dài tới trăm trượng trên mặt đất khiến chúng tu sĩ cựu linh môn cảm thấy chấn động không gì sánh được ra còn có một chuyện làm mọi người càng thêm chấn động cổ thần vẫn bình yên vô sự đứng tại châu ba khối mộc thuẫn màu xanh chậm rãi chuyển động lòng tóc không thương sao có khả năng dĩ nhiên không chết mộc thuẫn màu xanh kia chẳng lẽ lại là pháp bảo cực phẩm chúng tu sĩ cựu linh môn mở to hai mắt tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng cùng với không thể tin tưởng cổ thần chưa chết vượt qua tưởng tượng của mọi người thanh hoa thần mộc thuẫn trên đỉnh núi thái thượng trưởng lão cựu linh môn truyền tới tiếng thét kinh hãi một cơn gió thổi từ trên đỉnh núi đập xuống thái thượng trưởng môn giống như lưu quang cực nhanh trong ngày mắt tạt tới sân rộng quang mang trói mắt tan đi chốc lát sau xuất hiện một đạo thân ảnh lão nhân tóc bạc nhìn qua giống như hình dáng cổ thần lúc già nua dấu tóc bạc phơ bộ dáng tiên phong đạo cốt thực sự khó có thể nghĩ được người này lại là thái trưởng trương môn một môn phái thập bá bất xá như cựu linh môn nhìn người không thể nhìn tướng mạo nước biển không thể đo lường cổ nhân nói của không sai thái thượng trưởng môn vừa xuất hiện trên quảng trường mi tâm cổ thần trận lóe một đạo ông quang cấp bách lao ra thái thượng trưởng môn là tu sĩ mạnh tuyền cảnh tuy chỉ là linh anh sơ kỳ nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói đây là khác biệt như trời và đất tu sĩ linh anh kỳ trải qua hai lần lối kiếp thân thể thoát thai hoàn cốt linh hồn đã thực hóa thành anh Pháp lực so với tu sĩ Kim Đan Kỳ không chỉ cao hơn 10 lần. Tuy rằng cổ thần có một lần thoát thai hoàn cốt, thế nhưng pháp lực kém khá xa. Không thể để đối phương xuất thủ trước, lấy đi tiên cơ. Ông Quang vừa mới hiện ra, một đạo tử mang thoáng hiện. Thiên tiệt bảo kiếm đồng thời từ tay thái thượng trưởng môn bay ra, va chạm một chỗ. Đinh! Một tiếng nổ vang, hai thanh phi kiếm cực phẩm va chạm một cái liền phân ra. Cổ thân chấn động toàn thân, lôi về phía sau ba bước, pháp lực toàn thân cuồn cuộn. cuộn tuy thần hình câu diệt kiếm rất mạnh nhưng tu vi pháp lực của cổ thần kém hơn thái thượng trưởng môn mới chỉ là va chạm pháp lực đã khiến cổ thần khó có thể chịu đựng tử mang trở về tay thái thượng trưởng môn trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi chỉ thấy trên thiên thiệt bảo kiếm xuất hiện một vết nứt rất nhỏ một lần va chạm vừa rồi thiên thiệt bảo kiếm đã bị thanh phi kiếm đen thùi kia làm tổn hại cửu long phược thiên thuật thấy pháp bảo phi kiếm không chiếm được tiện nghi thái thượng trưởng môn quát lớn một tiếng sử dụng pháp thuật tấn công tu vi pháp thuật của hắn hơn xa cổ thần Cửu phong Phật Thiên Thuật là tuyệt học trấn pháp cựu linh môn. Mặc dù không phải là tuyệt học vô thượng, nhưng cũng là công pháp thượng thừa cực kỳ lợi hại. Tô sĩ mạnh tuyên cảnh sử dụng cửu long Phật Thiên Thuật, uy lực càng không phải chuyện đùa. Theo Thái Thượng trưởng môn quát lớn một tiếng, hai trưởng kết pháp ấn, pháp lực toàn thân ngưng tụ vào lòng bàn tay, hình thành một quang cầu chói mắt. Trong quang cầu giống như có chín đầu thần long xuyên tòa qua lại, quang cầu pháp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng thái thượng trưởng môn đẩy mạnh hai tay, song cầu trong né mắt bạo phát quang hoa vạn trượng, chín đầu quang long từ trong quang cầu cuộn trào mãnh liệt bay ra dài tới trăm trượng bay về phía cổ thần tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường cho dù hơn 10 người đứng một chỗ bị cửu phong phực thiên thuật công kích cũng phải chết hết tu sĩ mạnh tuyên cảnh giết tu sĩ thân hải cảnh cũng giống như giết chết con sâu quái kiến anh là tuyệt học trần phái cửu long phực thiên thuật thái thượng trưởng lão đã luyện tới đại thành rồi cư nhiên có thể đánh ra chín đầu quang long coi như là tu sĩ cùng dài cũng phải tạm đánh ba phần tu sĩ kim đan hậu kỳ có bao nhiêu giết bấy nhiêu pháp bảo cũng không thể chống đỡ được đúng vậy cổ long phược thiên thật quá lợi hại lần này cổ tặc chết chắc rồi cổ tặc sẽ bị chín đầu quang long xé thành mảnh nhỏ chín đầu quang long dài tới trăm trượng trong né mắt bay tới trước mặt cổ thần chúng tôi sĩ cự linh môn hưng phấn không gì sánh được cho dù là cổ thần vừa chặn được một đạo kiếm cương màu tím vừa rồi bọn họ tin tương lúc này cổ thần hắn phải chết Nhìn chín đầu quang long dài trăm trượng trong lòng cổ thần cảm thán Tô sĩ mạnh tuyền cảnh sử dụng pháp thuật quả nhiên uy lực kinh người nếu như hắn cũng có tu vi mạnh tuyền cảnh và chín đầu quang long này quá dễ dàng thế nhưng lúc này coi như sử dụng thiên cương thối thể đại pháp thân thể hóa long đánh nhau với chín đầu quang long chỉ sợ cũng bị rơi xuống hạ phong chín đầu quang long dài trăm trượng dương nanh mùa vuốt nuốt mây phun mưa thế muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt chín đạo long ngâm cùng phát ra rung động thiên địa khóe miệng thái thượng trưởng môn cự linh môn hiện ra nụ cười hiếm thấy cửu long phật thiên thuật vừa ra trận chiến đấu này coi như kết thúc rồi hắn là một tu sĩ mạnh tuyển cảnh nếu là không bắt được một tu sĩ cảnh giới mạnh tuyển cảnh vậy thì hắn có thể tự sát đi là vừa cổ thần thủy trung bảo trì trạng thái thôi động thiên cương thối thể đại pháp tới đệ cửu trọng chưa hòa thân thành kim long chín đầu quang long cùng tới thân hình câu diệt kiếm cũng không có khả năng đồng thời tiêu diệt nếu như thân thể bị chín đầu quang long vây quanh coi như là pháp bảo thượng phẩm cũng không chống đỡ được bao lâu thiên vương vấn thiên cổ thần không tránh né cũng không chống lại chỉ hét lớn một tiếng đột nhiên cổ thần phát ra kim quang vạn trượng một hư ảnh lớn nghìn trượng xuất hiện phía sau cổ thần đầu đội kim mong bảo quan mặc bảo giác hoàng kim, tay phải cầm tam xóa kích, tay phải cầm như ý linh lung bảo tháp, chính là bảo tháp thiên vương. Bảo tháp thiên vương ngửa đầu nhìn trời cao, hét lớn, cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên, xin hỏi trời xanh, có thể có chân tiên. Vèo 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 vèo, chín đạo kim quang trong nháy mắt bay ra khỏi mi tâm cổ thần, hóa thành tám chiêu lớn nhìn trượng đến cảm vấn thương thiên khả hữu chân tiên. Thiên vương vấn thiên thuật, bát tự kim ấn vừa ra, nay cả thái tử đại danh như tàng thiên cơ, để nhắc thiên tài nghìn năm qua cũng bị đánh xuống dưới lòng đất uy lực mạnh mẽ khó tưởng tượng nổi siêu phàm nhập thánh cố nhiên chín đầu quang long kia trước mặt tám chữ lớn không khan nổi một kích ngay trước mặt chúng tu sĩ đang hò hét trợ uy cho thái thượng chuyển môn trong sát na chín đầu quang long bị tám chữ lớn đánh thành hư vô biến mất không còn hình bóng chỉ ba chữ lớn đã tiêu diệt chín đầu quang long năm chữ lớn còn lại giống như năm ngọn núi lớn đè ép về phải thái thượng trưởng môn mỗi một chữ lớn đều nặng tới nghìn vạn cân giống như một ngọn núi lớn nghìn trượng chân chính lực va đập khổng lồ như vậy ngay cả tu sĩ mạnh tình cảnh cũng phải xuống hoàng tuyền chúng tu sĩ cậu linh môn cả kinh trận mắt há mồm miệng há hốc tình thế đột ngột chuyển biến trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng sắc mặt thái thượng trưởng môn đại biến uy bi lực của tám chữ lớn này quá mực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn đồng thời tốc độ cực nhanh trong trước mắt đã phá hủy cửu long phục thiên thuật chụp vào đầu hắn trong lúc nguy cấp mi tâm thái thượng trưởng lão trật lóe liên tục bay ra ba kiện pháp bảo phòng ngự đều là thượng phẩm thân thể lũ nhanh ầm 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 còn chưa lôi được trăm trượng chưa lớn đã vỗ mạnh xuống ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm của thái thượng trưởng môn không thể ngăn cản đều bị đánh chìm xuống dưới mặt đất toàn bộ thiên linh phong lay động kịch liệt vô số tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống chỉ ít đổ nát mấy trăm trượng vô số đá lớn bay từ tung không ít tu sĩ cựu linh môn cách thái thượng trưởng môn quá gần bị chữ vàng nhất loạt chụp chúng tất cả đều bị đập thành bùn nát hơn nghìn tu sĩ đã chết đi một phần ba khói mù tràn ngập bụi bặm bay cao đá vụn trong không trung bay lượn khuôn mặt cổ thần không chút thả lòng tu sĩ mạnh tuyển cảnh đều có thân thể thoát thai hoàn cốt nếu như linh hồn chưa bị diệt mạnh tuyên chưa hủy đều có thể sử dụng tinh nguyên sinh mệnh trong mạnh tuyên đúc lại thân hình để thân thể khôi phục lại rất nhanh thân thể tu sĩ mạnh tuyền cảnh không yếu đồng thời thái thượng trưởng môn còn có ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm hộ thể không thể dễ dàng bị đập chết như vậy thần thức cổ thần khẽ động lập tức tập trung vào thái thượng trưởng môn trong màn khói bụi mịt mờ toàn thân hắn đã bị phá hủy nặng nề mệnh tuyền trong đan điền có chút tổn hại nhưng chưa hoàn toàn bị diệt từng đạo tinh nguyên sinh mệnh từ trong mệnh tuyền phát ra lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục mi tâm cổ thần chợt lóe thân hình câu diệt kiếm lập tức bay đi trong nháy mắt đã vết qua khoảng cách trầm trưởng chém thẳng vào thái thượng trưởng môn thân hình câu diệt kiếm vô cùng sắc bén ông quang trợt lóe thái thượng trưởng môn vừa mới khôi phục được phân nửa thân thể nhất thời bị chém một vết thương sâu tới hai tấc xương cốt cũng bị chặt đứt thân thể hắn hiện tại chưa thể phục hồi linh hồn xuất khiếu cũng không thể chống lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng thái thượng trưởng môn vang lên chỉ thấy mi tâm hắn chợt lóe một linh anh cao chừng ba tấc bay ra trong tay cầm một thanh bảo kiếm chính là pháp bảo cực phẩm đến thiên tiệt bảo kiếm thân thể bị thương nặng thái thượng trưởng lão đành dùng linh anh chống lại đang một tiếng nổ vang thân hình câu diệt tiếp bị thái thượng trưởng môn đánh bay hơn 10 trượng song thời trên thiên tiệt bảo kiếm lại nhiều hơn một vết mẻ nếu như va chạm nhiều lần không khó tưởng tượng thiên tiệt bảo kiếm sớm muộn gì cũng bị thân hình câu diệt kiếm chặt đứt thân hình câu diệt kiếm cứng rắn không gì sánh được phương hướng quay ngược lại lại tiếp tục chém về phía thân thể thái thượng trưởng môn tuyệt đối không thể để hắn hồi phục linh anh cầm phi kiếm màu tím trong tay phân ra một phần thần thức Ngựa khống thiên tiệt bảo kiếm giao phong với thần hình câu diệt kiếm linh anh chợt lóe liền xuất hiện xuất hiện phía trước cổ thần hơn 30 mươi trượng ánh mắt hung hăng nghe răng há miệng cười tìm chết cho ta linh anh hung ác kêu lớn bàn tay nhỏ tuyết trắng kết thành pháp ấn một quang cầu pháp lực xuất hiện giữa hai trưởng lại bắt đầu thi triển cửu long phượng thiên thuật thần hình câu diệt kiếm quá mức lợi hại thiên tiệt bảo kiếm không thể chống đỡ được bao lâu thái thượng trưởng môn chỉ có thể đánh chết cổ thần trước như vậy mới tránh được thân hình câu diệt kiếp dây dưa linh anh là linh hồn tu sĩ si, nhưng so với linh hồn cường đại hơn nhiều là pháp lực tri nguyên của tu sĩ si. thái thượng trưởng môn để linh anh xuất hiếu pháp lực không hề giảm xuống vẫn kinh khủng như trước thái thượng trưởng môn đã dùng linh anh xuất hiếu rồi lúc này đây cầu tắc hẳn phải chết không cần nghi ngờ trong gần một nghìn tu sĩ si, cựu linh môn còn sót lại lại có người gào thét sinh tử tồn vong của bọn họ ngay trong giờ phút này không phải là cổ thần chết thì là cựu linh môn diệt chỉ là cổ thần năm lần bài lượt vượt qua tưởng tượng của chúng tu sĩ lúc này đây kêu thét trợ uy so sánh với hai lần trước có chút hữu khí vô lực đối mặt với linh anh sức hiếu của thái thượng trưởng môn cổ thần không hề có nửa điểm hoảng loạn khóe miệng vểnh lên lạnh lùng nói dám linh anh sức hiếu trước mặt ta đây mới thực sự là muốn chết nói xong trưởng trái vừa nhấc trấn minh thần bi nhất thời từ trong lòng bàn tay bay ra trấn minh thần bi bộc phát quang hoa vạn trượng linh anh sức hiếu vừa mới chạm phải lập tức bốc lên khói xanh phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết quang cầu pháp lực ngưng tụ ra nhất thời biến mất không còn bóng dáng tăm hơi anh linh anh thống khổ chu lên giống như bị quỷ nhập tràng liều mạng lui về phía sau muốn tiến vào thân thể chấn minh thần bi đối với linh hồn linh anh nguyên anh nguyên thần các loại quỷ hồn có lực sát thương trí mạng ngay cả nguyên anh đoạt xá kỳ chạm vào cũng phải chết thái thượng trưởng môn mới chỉ có tu vi linh anh sơ kỳ làm sao có thể chịu được công kích từ chấn minh thần bi tốc độ thối lui của linh anh cực nhanh tốc độ của chấn minh thần bi càng nhanh hơn chỉ thấy quang mang chợt lấy liền đuổi theo linh anh nguyên bản linh anh bị bốc khói xanh thảm thiết lại bị trấn minh thần bi đuổi theo không bỏ chốc lát sau liền hôi phi yên diệt khóa thành hư vô linh anh của thái thượng trưởng môn đã bị diệt thiên tiệt bảo kiếm mất đi khống chế nhất thời rơi xuống mặt đất thân thể mất đi linh anh cũng tự mất đi sinh cơ mạnh tuyền trong nháy mắt héo rũ cổ thân lấy thiên vương vấn thiên đánh hỏng thân thể thái thượng trưởng môn trấn minh thần bi diệt linh anh thái thượng trưởng môn khiến hắn thần hình câu diệt Thần hình câu diệt kiếp thu hồi vào trong mi tâm, chấn minh thần bi cũng bị thu hồi vào lòng bàn tay. Cổ thần khẽ nắm nhẹ tay, thiên tiệt bảo kiếm bị hút vào tay. Chỉ thấy trên thân kiếm đã có hơn 10 vết mẻ, tổn thương không nhỏ, linh tính suy giảm. Nhưng thiên tiệt bảo kiếm trung quy là pháp bảo cực phẩm, cho dù có chỗ hỏng. Nhưng so với pháp bảo thượng phẩm thông thường còn mạnh hơn nhiều. Thu thập thiên tiệt bảo kiếm vào trong càn khôn trạc, cổ thần một lần nữa đưa tay. Càn khôn trạc của thái thượng trưởng môn, cố thanh thọ, ba vị thái thượng trưởng lão tương dương ông đều bị cổ thần bắn vào trong tay nhìn cũng không nhìn toàn bộ thu vào trong càn khôn trạc ánh mắt cổ thần như đao, quét mắt nhìn qua chúng tu sĩ cựu linh môn xót lại gần nhìn gã tu sĩ cựu linh môn hoàn toàn trợn tròn mắt bọn họ không thể tin tưởng ngay cả thái thượng trưởng môn tu vi mạnh tiền cảnh cũng chết trong tay cổ thần thậm chí bọn họ đã quên cầu xin tha thứ hình ảnh trong đầu dừng lại tại thời điểm linh anh thái thượng trưởng láo rất đột nhiên bị hôi phi yên diệt chúng tu sĩ si còn đang trong chấn động thật sâu không thể tiếp thu chuyện thực này sát ý của cổ thần không ngừng tăng lên, hồng quang trong mắt như trước. Lúc này đây không cần áp chế áp lực trong lòng, một đạo long âm vang vọng thiên địa, cổ thần hóa thân thành kim long, cảm giác thị huyết giết chóc trong lòng càng mãnh liệt, xông vào đám tu sĩ cựu linh môn. Ngày hôm nay cựu linh môn diệt, cổ thân hóa thân thành kim long tùy ý để phát bảo của chúng tu sĩ cựu linh môn đánh kích lên người lông tóc không thương tổn thế nhưng mỗi lần long chảo màu vàng hơn 10 trượng của hắn đảo qua lập tức có hơn 10 tên tu sĩ bị nằm đánh nát bấy long vĩ màu vàng quét tới mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt bỏ mình miệng rộng hà ra muốn ngụm phần thiên viêm hỏa phun mạnh linh hồn xuất khiến đều bị đốt thành hư vô chúng tu sĩ cựu linh môn phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng giống như những con ruồi không đầu chạy chối chết thế nhưng toàn bộ thiên linh phong đã bị bát môn tỏa thiên trận phong tỏa chúng tu sĩ chạy trốn đều bị quang trào bát môn tỏa thiên trận bắn ngược trở về lên trời không đường xuống đất không cửa chúng tu sĩ cự linh môn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được bọn họ đầu diệt vô số thôn trang phàm nhân vô số tiểu gia tộc tu chân cứ nhiên có một ngày môn phái cường đại như cự linh môn cũng phải chịu cảnh tán sát như vậy tất cả tu sĩ trong thiên linh phong đều không thể chạy ra ngoài những trạm canh gác ngầm bên ngoài dãy núi cự linh cũng có thể thấy được quang mang trong thiên linh phong lập lề giống như có biển cố toàn bộ đều vọt về phía thiên linh phong kết quả và trong thiên linh phong rồi sẽ không còn đường trở ra Nhanh tiếp bọn họ chính là long trào màu vàng cưng rắn không gì sánh được cùng với long vĩ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ và phần thiên viêm hòa đốt cháy mọi thứ giống như dẫn đạp một đám kiến nho nhỏ không quá lâu sau gần một nghìn tên tu sĩ cự linh môn còn sót lại đều bị phần thiên viêm hòa đốt thành cho tàn một người cũng không lưu lại từ khi cổ thần bày ra bát môn tỏa thiên trận đánh chết trưởng môn cựu linh môn thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng môn chiến đấu hầu như diễn ra trong thời gian cực nhanh thời gian chưa quá lâu gần một nghìn tên tu sĩ còn sót lại cổ thần càng chén giết như thái dao bổ dưa một lúc sau cổ thần hóa thành thân người hồng quang trong mắt lui dần núi vẫn là núi cây vẫn là cây duy nhất không giống chính là dương nhiệt cựu linh môn từ chân núi tới đỉnh núi vô số phòng ốc đều đã hóa thành phế tích cổ thần phát thần thức bao trùm toàn bộ thiên linh phong trên thiên linh phong không còn bất cứ tu sĩ nào tồn tại thế nhưng cổ thần phát hiện ra trong lòng núi còn có không ít khí tức khí tức những kẻ này phi thường yếu đuối tại bộ phận là người bình thường trận chiến diệt môn cựu linh môn diễn ra kịch liệt như vậy vẫn không đi ra hẳn là tù phạm cựu linh môn giam giữ lúc này cổ thần đã đi tới đại điện trên đỉnh cựu linh phong trong đại điện có đặt mười mấy cái dương rất lớn trên mỗi một cái dương đều có khắc một chư đền cống cống phẩm cổ thần thấy vậy trong lòng khẽ động tăng chân cơ chạy tới cựu linh môn một là ban thưởng hai là mang đi cống phẩm Cậu linh môn là môn phái chuyên môn cung cấp linh thạch cho đế đình những dương cống phẩm kia khẳng định là linh thạch rồi mười mấy cái dương to lớn này có thể chứa được bao nhiêu linh thạch một cái dương có thể đựng được hai ba mươi vạn linh thạch hơn mười cái dương số lượng linh thạch bên trong sợ là không dưới bốn năm trăm vạn đây còn là tính theo linh thạch hạ phẩm nếu như là linh thạch trung phẩm vậy thì là mấy nghìn vạn linh thạch rồi cậu linh môn là một môn phái chuyên khai thách linh thạch công phẩm giao cho đế đình sao lại không có linh thạch trung phẩm bên trong sợ rằng ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng có cổ thần bước vài bước tới trước mặt hơn 10 chiếc xương, một trưởng đánh ra, mười mấy chiếc xương đều bị đánh bật nắp, toàn bộ linh thạch bên trong hoàn toàn xuất hiện trước mặt cổ thần, tròn 18 chiếc xương, trên mỗi chiếc xương đều có khắc số lượng linh thạch bên trong, mỗi một dương linh thạch, không nhiều không ít, vừa vặn có 24 vạn, trong đó, linh thạch hạ phẩm tổng cộng có 16 dương, cũng chính là 384 vạn linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm tổng cộng có hai chiếc dương, trong đó có một chiếc dương tràn đầy, một chiếc còn lại chỉ có 10 vạn, tổng cộng có 34 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. Số lượng này tương đương với 3400 vạn linh thạch hạ phẩm. Trước dương chưa chứa đây còn có một tầng khác, bên trong đặt linh thạch thượng phẩm. Nhìn một chút, dĩ nhiên có một vạn 2000 khối, bằng với một ước 2000 vạn linh thạch hạ phẩm. Cổ thần thu hoạch được linh thạch nhiều nhất chính là trong thương lang động phủ yêu vực, bất quá là 3 vạn linh thạch trung phẩm, so sánh với cựu linh môn, căn bản không đáng nhắc tới. Nhiều linh thạch như vậy, cũng đủ để cung cấp cho một tông phải tu tiên cỡ lớn trong vòng 15 năm. Công phẩm cự linh môn cống hiến cho đế đình của Nhiên không bình thường. Trách không được cự linh môn thập ác bất xá, đế đình lại không thèm quan tâm. Công hiến của cự linh môn đối với đế đình thực sự quá lớn. Không có linh thạch số lượng khổng lồ như vậy cung ứng. Thực lực của đế đình sợ là bị giảm xuống một phần mười. Mà đây chỉ là cống phẩm mà một cự linh môn cống hiến cho đế đình mà thôi. Bản thân cự linh môn khẳng định có lưu lại cho chính mình dùng một môn phải trung đẳng cấp thấp. Dĩ nhiên có thể sản sinh ra một tu sĩ mạnh tuyền cảnh hiển nhiên là dựa vào linh thạch vô cùng vô tận nổi béo ra kéo theo thực lực môn phải tăng mạnh tuy nói cống phẩm hiến cho đế đình là một phần ba bản thân cựu linh môn chỉ giữ lại chừng một phần ba thu hoạch thế nhưng một phần ba đối với một môn phải trung đẳng cấp thấp như vậy của thực nghe mà giận người rất nhanh cổ thân vòng qua phía sau đại điện tìm được bí tàng cất dấu linh thạch số lượng cựu linh môn lưu lại cho chính mình nhiều năm cộng lại không hề ít tương đương với phân nửa cống phẩm cho đế đình cổ thân thu hoạch được gần hai trăm vạn linh thạch hạ phẩm hơn mười vạn linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm cũng có mấy nghìn khối tu sĩ tu luyện chính là hấp thu linh khí thiên đại hóa thành mình dùng cường hóa thân thể rèn luyện linh hồn tu thành pháp lực vô thượng tiên căn càng cao tốc độ hấp thu linh khí thiên địa càng nhanh tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh tiên căn siêu phẩm hấp thu số lượng linh khí thiên địa một năm thường thường tiên căn hạ phẩm hấp thu một năm năm cũng không bằng được thế nhưng trong linh thạch chứa đựng linh khí tinh thuần nếu như tu sĩ tu luyện có thể dùng linh thạch không hạn lượng như vậy có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong linh thạch so với tốc độ hấp thu từ trong không khí hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều một tu sĩ có tiên căn hạ phẩm dùng linh thạch tu luyện so với một tu sĩ có tiên căn siêu phẩm hấp thu linh khí thiên địa tu luyện tốc độ tu luyện không khác biệt quá lớn thậm chí còn vượt hơn tiên căn siêu phẩm tu sĩ trước độ hư cảnh tu luyện chính là hấp thu linh khí tài nguyên vô cùng quan trọng người có thiên tư tuyệt cao không có tài nguyên tu luyện tương ứng thì tốc độ tu luyện cũng rất bình thường giống như cổ thương khung bản thân có tiên căn siêu phẩm nếu có linh thạch vô hạn sử dụng còn có linh đan, tốc độ tu luyện càng thêm kinh khủng. Tăng Thiên Cơ chính là ví dụ như vậy, gần 20 tuổi đã đột phá mạnh tuyển cảnh. Chỉ là, sau khi bước vào mạnh tuyển cảnh cần phải có linh thạch thượng phẩm mới có hiệu quả thúc đẩy tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nhưng linh thạch thượng phẩm quá mức ít rồi. Từ cống phẩm cự linh môn dâng lên đế đình là có thể thấy được, cống phẩm 5 năm mới có một vạn hai nghìn khối linh thạch thượng phẩm. Đế đình đại danh không chỉ có một tu sĩ mạnh tuyển cảnh như Tàng Thiên Cơ, cho dù hắn là thái tử, có thể phân phối tài nguyên nhiều một chút, rất nhiều tù sĩ mạnh tuyền cảnh khác không thể sánh bằng nhưng cũng không cách biệt quá nhiều vì vậy cho dù là đế tử tới tu vi mạnh tuyền cảnh muốn có linh thạch thượng phẩm tu luyện là chuyện không có khả năng tuy rằng đế đình khẳng định cũng có mạch khoáng linh thạch thượng phẩm thế nhưng muốn cung cấp đủ tiêu hào cho rất nhiều tù sĩ mạnh tuyền cảnh căn bản là chuyện không thể coi như là danh đế chỉ sợ cũng không có linh thạch thượng phẩm vô hạn để tu luyện trừ phi là thánh hoàng, thánh tử của thánh đình tụ tập tài nguyên tu chân của cả một chủng tộc mới có thể có tài nguyên tu luyện bất tận đồng thời tu luyện tới hậu kỳ cần mức tiêu hao quá lớn coi như là thánh đình cũng không thể đảm bảo luôn luôn có tài nguyên bất tận cổ thần thu được gần hai vạn khổ linh thạch thượng phẩm cũng đủ cho hắn tu luyện tới đoạt xá kỳ với tốc độ nhanh nhất liên tiếp tăng hai cấp ngay cả tàng thiên cớ thúc ngựa cũng kém hơn thu thập toàn bộ linh thạch vào trong càn khôn trạc nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy đủ cho mình dùng linh thạch trung phẩm thì dành cho cổ gia tiêu xài thời gian dài đồng thời còn có rất nhiều thẳng dư có thể công hiến cho sư môn một phần để càng nhiều tu sĩ thân hải cánh bước vào mệnh tuyển cảnh trong lòng thiên linh phong có rất nhiều mật đạo động thính lao tù của cự linh môn nằm ngay trong những động thính này cổ thần thu hoạch xong linh thạch sau đó tiến vào lao tù trong lòng núi thần thức cổ thần đảo qua bất luận kẻ nào cũng không trốn được dư nhiệt cự linh môn trốn trong động đều bị mất mạng trong lao tù đều là những nữ từ tuổi chừng 15 tới 30, trong đó đại bộ phận là phàm nhân cũng có một phần nhỏ là nữ tử tu vi thấp bình thường chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tiên thiên cảnh có rất ít đều là những nữ tử phàm nhân và nữ tu cổ linh môn bắt giữ trong các cuộc tàn sát thôn trang và đồ diệt tiểu gia tộc tu chân cổ thần thực sự càng xem càng giận dữ mở lao tù ra trong lòng cổ thần thầm đếm nhân số trăm 783 nữ tử bị tu sĩ cựu linh môn bắt nhốt hơn thế còn lăng nhục hàng đêm tổng số tu sĩ cựu linh môn cả vòng trong lẫn vòng ngoài là hơn 2.000 người mỗi đêm chí ít cũng bị ba bốn gã tu sĩ cựu linh môn lăng nhục có một số nữ tử trong lao tù khóc không thành tiếng có một số nữ tử thì chết lặng từ lâu hiển nhiên đã bị giam giữ không ngắn cổ thần cứu chúng nữ tử ra, chúng nữ tử của thực không thể tin tưởng. Biết cự linh môn đã bị tiêu diệt, các nàng khôi phục tự do, nhất thời tuôn ra tiếng kêu là vang vọng trời đất, đây là vui quá mà khóc. Cũng có một số không biết phải làm như thế nào, một tòa lao tù cuối cùng khiến cổ thần hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải là nữ tử mà là hơn 30 gã tu sĩ, trong đó tuổi trẻ hơn 30 tuổi, ra thì có hơn 60 tuổi, đều có tu vi tiên thiên cảnh trở lên. Không ít người là tu sĩ thần hải cảnh, cổ thần tra xét cẩn thận, biết được đám người này đều là đệ tử cự linh môn nhưng vì phản đối hành vi ác độc của môn phái mà bị bắt nhốt, nhốt dài nhất đã hơn 20 năm, nhốt ngắn nhất cũng có 5-6 năm. Thần thức cổ thần dũng mãnh tràn vào mi tâm mọi người, phát hiện ra trong ký ức thức hải đích xác không có hành vi ác liệt như những tu sĩ cựu linh môn khác. Từ trong miệng mọi người biết được, những tu sĩ phản đối, phần lớn đều bị giết. Bọn họ là những tu sĩ có công hiến nhất định đối với cựu linh môn, vì vậy mới lưu lại một mạng, bị giam giữ suốt đời. Lúc này cổ thần mới hiểu được vì sao trước đó không hề gặp phải bất cứ tu sĩ cựu linh môn nào chưa làm quá chuyện ác. Nguyên lai like đều đã bị giết chết hoặc bỏ tù, số còn lại bên ngoài đều là hạng người chồng chất tội lỗi, nếu như mọi người chưa bao giờ làm chuyện ác, cũng không liên quan tới ân oán giữa cự linh môn và cổ gia, lúc này cổ thần mặc lông bào, không phải tướng mạo chân thực, mọi người nhìn thấy cũng không sao, vì vậy đều thả hết đi. 783 nữ tử cần người hộ tống ra khỏi dãy núi cự linh, những tu sĩ này chính là người được chọn, cho dù đế đình có điều tra tới nơi, mọi người nói ra tướng mạo của cổ thần, vừa vẫn mê hoặc đế đình, cổ thần triệt tiêu bát môn tỏa thiên trận, để chúng tu sĩ còn sót lại của cự linh môn hộ tống gần 800 nữ tử rời khỏi dãy núi cựu long cổ thần rời khỏi thiên linh phong tốc độ phi hành so với mọi người nhanh hơn rất nhiều chốc lát đã biến mất không còn hình bóng rời khỏi một đoạn thời gian cổ thần lại xuất hiện trên đỉnh thiên linh phong hành động rời đi vừa rồi chỉ là để che mắt người khác mà thôi vừa rồi cổ thần tiến vào trong lao tù tại trong lòng thiên linh phong hắn có một cảm giác kỳ diệu như ý linh lông bảo tháp từ khi tu vi của hắn thổi lui xuống thân hải cảnh vẫn yên lặng không chút động đậy từ hồ có chút lay động nhẹ nhàng cổ thần có trực giác trong thiên linh phong này có ẩn tàng một bí mật nào đó dãy núi cựu long cửu long cùng châu đây là một bảo địa phong thủ vô cùng hiếm có cho dù cổ thần không hiểu gì về phong thủy nhưng vẫn có thể nhìn ra được khí thế của cửu long cùng châu này rất không tầm thường thiên linh phong tại trung tâm dãy núi cựu long hạt châu vị trí trung tâm cửu long cùng châu chín dãy núi lớn chính là cửu long thiên linh phong là hạt châu trung tâm vị trí địa lý kỳ lạ như vậy hơn nữa cảm giác khác thường nếu như cổ thần không cảm thấy thiên linh phong có bí mật mới là kỳ quái mặt khác cổ thần đột nhiên nhớ lại kiếp trước, lúc hoàn hơn trăm tuổi đi lại trong cảnh nội thánh đình đại kiền, nghe nói tại nơi cực đông đại danh từng xuất hiện một dị tượng thiên nhiên. có người nói nơi phát sinh dị tượng cách đông hoang gần vạn dặm, vị trí địa lý rất gần dãy núi cự long. lần đó không ít tu sĩ mạnh tuyền cảnh tiến vào kiểm tra, nhào ra một trận tinh phong huyết vũ. cổ thần còn nhớ kỹ, ngay cả các thế lực đại kiền cũng có tu sĩ mạnh tuyền cảnh tham gia vào. chỉ là khi đó cổ thần chưa thành thần thông, dị tượng cấp độ như vậy, hình như có tình huống bảo vật xuất thế, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng bên ngoài không đủ khả năng tham gia vào cổ thần không hề bị thu hoạch linh thạch số lượng cực lớn mê hộp đầu óc ngược lại mười phần tỉnh táo vương su toàn dương trưởng lão tương trưởng lão cả hai người đều sử dụng thổ độn thuật bằng huyết dẫn giống như tàng thiên cơ tuy rằng trưởng môn và uông trưởng lão không dùng nhưng căn bản là không kịp dùng theo như cổ thần nhìn đã có ba vị trưởng lão biết được thổ độn thuật bằng huyết dẫn này trưởng môn và thái thượng trưởng môn cũng phải biết mới đúng Tu sĩ si cựu linh môn vì sao lại biết được loại tiên thuật ngũ hành vô thượng như thế này? Tăng thiên cơ có, nói rõ tu sĩ lợi hại của tàng gia cũng sẽ có. Đến tổ cùng là đế đỉnh truyền cho cựu linh môn hay là cựu linh môn truyền cho đế đỉnh? Cổ thần hơi suy nghĩ một chút liền có phản đoán, hẳn là cựu linh môn truyền cho đế đỉnh. Loại tiên thuật vô thượng như ngũ hành bí thuật, đế đỉnh không có khả năng truyền cho người ngoài. Về phần vì sao một môn phái trung đẳng như cựu linh môn lại có ngũ hành bí thuật, hiển nhiên có liên quan tới bí mật của thiên linh phong. Tăng chân cơ chết, cho dù đế Đình lập tức biết được tin tức, tu sĩ mạnh tuyên cảnh lập tức xuất phát từ đế đình nhanh nhất cũng phải có thời gian một ngày một đêm cho dù là tu sĩ si cung ra tới đây cũng phải có mấy canh giờ hiện tại hắn còn chưa tiêu hào hết một canh giờ cổ thần còn thời gian để nghiên cứu bí mật của thiên linh phong một khắc sau cổ thần lục soát toàn bộ thiên linh phong hoàn toàn không hề phát hiện ra bất cứ điểm nào dị thường thế nhưng vừa mới tiến vào trong lòng núi loại cảm giác khác thường lại xuất hiện cổ thần có thể xác định bí vật của thiên linh phong nằm ở chân núi thế nhưng không biết đi vào ra sao thiên linh phong cao tới mấy nghìn trượng phương viên rộng trăm trượng một ngọn núi lớn như vậy trừ phi là tu sĩ minh khiếu kỳ bằng không không thể chuyển rời được một ngọn núi to lớn như vậy không có bất cứ thông đạo nào để tiến vào lòng thiên linh phong các tầng cựu linh môn đều biết thổ độn thuật huyết dẫn hẳn là biết về bí mật của thiên linh phong cổ thần suy đoán lập tức lấy ra toàn bộ càn khôn trà của thái thượng trưởng môn trưởng môn và thái thượng trưởng lão pháp lực của cổ thần cao thâm nhanh chóng xóa đi dấu vết pháp lực trên càn khôn trạch chuyển hóa thành vật của mình thần thức tìm tòi từng bước từng bước kiểm tra cẩn thận đám người này giỏi thật trong mỗi một càn khôn trạc chí ít có hơn một vạn linh thạch trung phẩm số lượng này đã đủ cho hai ba tu sĩ có tiên căn thượng phẩm tu luyện tới mệnh tuyển cảnh rồi thế nhưng đáng tiếc không có tiên căn thượng phẩm cho di linh cho dù có linh thạch vô hạn để hấp thu muốn đột phá tới mệnh tuyển cảnh hy vọng tương đối xa vời tuy rằng linh thạch rất quan trọng nhưng không phải tất cả đối với tu sĩ trong càn khôn trạc của mấy tên thái thượng trưởng lão trưởng môn và thái thượng trưởng môn cũng có một ít pháp bảo trung phẩm thượng phẩm ước chừng hơn mười kiện đồng thời bí điển thần thông tu luyện đều ở trong càn khôn trào tất cả đều là thần thông thượng thừa cố thần phát hiện trong quán khôn trà của trưởng môn cố thanh thọ có một loại thần thông kỳ lạ tên là thiên nhãn kham linh thuật đây là một môn thần thông căn cứ vào địa thế sơn mạch biến hóa địa chất hoàn cảnh thành tựu mà phân tích dưới nền đất có linh mạch hay không cựu linh môn lấy khai thác linh thạch thăm dò linh mạch là chính hoàn toàn dựa vào thần thông thiên nhãn kham linh thuật này cổ thần mở ra nhìn khúc dạo đầu viết ngươi là vạn vật chi linh linh là thiên địa chi linh nguyên bản đồng nhất người khai mở bản nguyên chi nhãn gọi là thiên nhãn có thể quan sát linh khí bầu trời linh mạch đại địa cổ thân thoáng nhìn một chút liền đóng lại ý tứ cơ bản là thiên nhãn kham linh thuật chính là người là vạn vật chi linh linh là thiên địa chi linh người và linh vốn là đồng nguyên con người có thể tương dung với linh thạch hấp thu linh khí mà độ linh thạch lớn nhất tu luyện cũng nhanh nhất con người mở ra bản nguyên chi nhãn tức là thiên nhãn có thể quan sát biến hóa của linh khí thiên địa đây là một môn thần thông phi thường thực dụng tu luyện thần thông này sau này du lịch thiên hạ nếu có mạch khoáng linh thạch xung quanh chỉ cần dùng thiên nhãn là biết được. Đương nhiên, loại thần thông này cực kỳ huyền ảo, rất khó luyện thành, cho dù là lịch đại trưởng môn cự linh môn cũng không có ai học tới đại thành. Nếu có thể dùng thiên nhãn quan sát mà biết được biến hóa của linh khí thiên địa, tương đối khó khăn, cần phải có tu vi cường đại làm cơ sở. Cậu linh môn từ trước tới nay chỉ xuất hiện một tu sĩ mạnh tuyển cảnh duy nhất, còn là linh anh sơ kỳ, quả thực là mất đi một môn thần thông huyền diệu như vậy. Lúc này không phải thời gian để nghiên cứu thiên nhãn tham linh thuật. Cổ thần thu thập vào trong càn khôn trạc, dự định sau này có rảnh thì nghiên cứu. Trong càn khôn trạc của cổ thanh thọ không còn thứ gì khác hấp dẫn cổ thần. Ánh mắt của cổ thần rơi vào càn khôn trạc của thái thượng trưởng môn. Pháp lực của thái thượng trưởng môn cao cường, đủ nửa khác cổ thần mới gió hết dấu vết pháp lực trong càn khôn trạc, thần thức khế động, tiến vào không gian bên trong, cũng giống như những càn khôn trạc khác, bên trong có linh thạch pháp bảo, đồng thời còn có thần thông thượng thừa cửu long phục thiên thuật. Hứ, tâm niệm cổ thần khế động, một cuộn tranh màu vàng đất, dài chừng một thước xuất hiện trong tay cổ thần. Trên cuộn tranh này có rất nhiều ký hiệu quỷ dị phức tạp, cổ lão mà tang thương, thần bí mà tối nghĩ, giống như văn tự mà không phải văn tự, giống như đồ hình mà không phải đồ hình, hoặc giống như phù ấn, đồ đằng thời kỳ thượng cổ, thái cổ. Nhưng cổ thần chưa bao giờ nhìn thấy qua loại phù ấn, đồ đằng kỳ quái như vậy. Ngược lại trên đỉnh cuộn tranh có khắc một ít cổ văn, cổ thần nhìn kỹ, chính là phương pháp lấy máu tươi làm dẫn thi triển thổ độn thuật. Nếu là người bình thường nhìn thấy thứ này khẳng định là đầu lớn như cái đấu căn bản không thể hiểu ra được hình ảnh trên cuộn tranh có ý tứ gì trên thực tế cũng là như vậy tổ sư khai phái của cựu linh môn ngẫu nhiên đạt được tiên duyên tại thiên linh phong thiên nhãn kham linh thuật cửu long phật thiên thuật cùng với cuộn tranh thần bí đều là do ngẫu nhiên lấy được từ trong một cổ động tại thiên linh phong cũng là địa phương bế quan tu luyện của thái thượng trưởng môn vì vậy đã khai tông lập phái tại thiên linh phong sau đại chiến nghìn năm trước tổ sư cựu linh môn đã ôm lấy cái đùi lớn tặng ra vì tàng gia cung cấp rất nhiều linh thạch cầu tàng gia chề trở tổ sư cựu linh môn xem không hiểu cuộn tranh thần bí này chỉ từ trong đó ngộ được phương pháp thổ độn thật bằng huyết dẫn cựu linh môn có bảo vật như vậy tự nhiên tàng gia không thể không quan tâm cuộn tranh thần bí bị tàng gia thu đi nhìn năm trước tộc trường tàng gia tàng khôn huyền từng nghiên cứu tỉ mỉ nhưng cũng không nghiên cứu được cái gì từ cuộn tranh này bởi vì đế đình còn muốn dựa vào cựu linh môn cung cấp linh thạch vì vậy trực tiếp trả lại cuộn tranh thần bí để trên người cựu linh môn mang ơn từ đó về sau, quận tranh này nằm trong tay lĩnh đại trưởng môn cựu linh môn gần nghìn năm trôi qua. Không người nào thu được thêm bất cứ tin tức nào từ quận tranh này. Tăng ra nghìn năm qua chưa hề bỏ quả ý định. Mấy đại đệ từ thời điểm tới cựu linh môn đều tiến hành nghiên cứu đối với quận tranh. Nhưng không hề có thu hoạch gì. Thế nhưng, quận tranh thoạt nhìn giống như thiên thư này rơi vào tay cổ thần. Trên mặt hắn trong ném mắt hiện ra vẻ tươi cười kinh hỉ. Ngũ hành trận đồ, cổ thần thét lên một tiếng kinh hãi. Quận tranh này dĩ nhiên là một bộ trận đồ, cổ thần tìm hiểu âm dương trận đồ một thời gian trình độ trận pháp miễn cưỡng đạt tới cấp độ tông sư lợi dụng trận pháp để đánh chết rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao thâm thấy quận tranh nhất thời mừng rỡ âm dương tức là ngũ hành ngũ hành tức là âm dương ngũ hành là âm dương chi chất là vật thực âm dương là ngũ hành chi khí là hư vật nguyên bản âm dương trận đồ giống như một tòa mê cung rối rắm không hề có hình dạng cố định thế nhưng trong đó lại bao hàm vô số trận pháp thiên hạ ngũ hành đại trận là tổng cương trận pháp thiên hạ chỉnh hợp tất cả trận pháp chính là hình dạng cố định của âm dương trận đồ bày ra không đúng cổ thần khẽ nhiều mai âm dương trận độ là kỳ trận thượng cổ cổ thần nhìn kỹ cuối cùng cũng phát hiện ra mảnh khóc quận tranh này tuy rất phức tạp thế nhưng cách ngũ hành trận đồ rất xa cổ thần nhìn một lát đột nhiên tình ngộ nói thì ra là thế thì ra là thế thiên linh phong cũng là đại trận đại trận cũng là thiên linh phong ta tìm tới tìm lui trên thiên linh phong nguyên lai like là đi lại trong trận ha ha tâm niệm cổ thần vừa thông suốt nhất thời cười ha ha. Cuộn tranh này ghi chép chính là một bộ phận của ngũ hành đại trận đến tổ chi đại trận toàn bộ thiên linh phong đều bị thổ chi đại trận bao hàm bên trong cổ thần trung quy có cảm giác thiên linh phong khác thường đi đi lại lại nguyên lai là đốt đèn lồng đi tìm đèn lồng trách không được lần khắp tòa thiên linh phong cũng không tìm ra cái gì cổ thần lấy ra pháp bảo nhất thời bay lên bầu trời thiên linh phong tỉ mỉ quan sát một lượt dần dần tòa thiên linh phong trong mắt hẳn biến thành một khối đất bằng phẳng ánh mắt của cổ thần theo mỗi một tấc mặt ngoài của thiên linh phong nhìn qua dần dần trong mắt đã không còn núi đá không còn cây cỏ không còn cây cối gì cũng không còn có chỉ là một khối vuông bốn cạnh so với đồ án trong bức tranh cuộn rất giống nhau đoạn quang vừa thu lại cổ thần nhất thời hạ xuống dưới trận cổ thần tựa hồ rơi vào một không gian kỳ dị bốn phía đều là quỷ dị ký hiệu trận đồ kỳ quái cổ thần dựa theo lộ tuyến cuộn tranh chỉ thị cảm giác giống như đang đi lại trong tinh không lại giống như đang đi lại trong vực sâu dưới lòng đất càng giống như đi lại trên biển rộng đại dương mênh mông không bờ bến cảm giác vật đổi sai rời thiên toàn địa chuyển đột nhiên cổ thần thấy dưới chân là thực huyễn cảnh trước mắt đột nhiên biến mất cổ thần đã xuất hiện trong một không gian đù ám cổ thần ngẩng đầu nhìn quanh hơn mười trượng trên đỉnh đầu là một khu đất đá ngổn ngang bốn phía cũng giống như vậy duy nhất là phía trước có một thông đạo chuyển hướng không biết nối thông với nơi nào đây là một sơn động cổ thần tản ra thần thức tiến vào trong đất đá mười trượng hai mươi trượng ba mươi trượng gần ba mươi trượng thần thức của cổ thần đã không thể tiếp tục tiến tới lấy lực lượng thần thức của hắn chỉ có thể phát tán được ba mươi trượng trong khu đất đá trong lòng cổ thần kinh hãi thời điểm trên mặt đất thần thức của hắn có thể xuyên thấu qua lòng đất sáu bảy trăm triệu thế nhưng nơi này dĩ nhiên chỉ có thể đạt được ba mươi triệu chẳng lẽ nơi này ở dưới mặt đất vượt quá sáu bảy trăm triệu hay sao nếu như cách mặt đất sáu bảy trăm triệu cổ thần thông qua thần thức có thể xuyên qua được đất đá sáu bảy trăm triệu cảm ứng được mặt đất tuy nói càng tiến xuống dưới lòng đất sâu hơn địa chất càng thêm cứng rắn thần thức của tu sĩ càng lúc càng ngắn hơn thế nhưng hiện tại chỉ có thể cảm ứng được ba mươi triệu sợ là chí ít cũng phải dưới lòng đất ba nghìn triệu cách mặt đất xa như vậy địa chất cứng rắn tới biến thái Chui từ dưới lòng đất lên phi thường khó khăn cổ thân nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút ngoại trừ thông đạo phía trước không còn chỗ nào có thể đi cũng không hề thấy trận pháp truyền tống nào không biết đến tôi cùng nơi này cách mặt đất bao nhiêu xa xôi ông quang trong mi tâm chợt lóe thân hình câu diệt kiếm bay ra trực tiếp bổ về phía đỉnh động cổ thân thử kiểm tra độ cứng đất đá nơi đây một chút địa phương này quá mức quỷ dị nếu như có nguy hiểm gì đó kiểm tra độ cứng của đất đá coi như chuẩn bị tâm lý từ trước có thể mạnh mẽ chui từ dưới lòng đất lên bỏ chạy ngay trong nẻ mắt ông quang bổ vào đỉnh động đột nhiên trên đỉnh động phát ra một màn quang mang màu vàng đất ông quang vừa vặn bổ vào màn quang mang màu vàng đất kia đinh một tiếng nổ vang không hề có hòa hoa, hoa bắn ra cũng không có đá vụn rơi xuống ngược lại thần hình câu diệt tiếp bị trần bán ngược trở về đỉnh động không hề xuất hiện một chút tổn hại nào rung động kịch liệt hầu như đánh tan tác thần thức của cổ thần bám trong thần hình câu diệt kiếm ông quang chật lóe nhất thời thu vào trong mi tâm cổ thần nhìn đỉnh động trong lòng tràn đầy kinh ngạc sơn động này dĩ nhiên còn đang trong phạm vi của thổ chi đại trận Thổ chi đại trận này, chỉ trên mặt đất đã bao phủ toàn bộ tòa Thiên Linh Phong cao tới mấy nghìn trượng, mà hiện tại độn xuống dưới lòng đất mấy nghìn trượng cũng vẫn nằm trong phạm vi bao phủ. Đồng thời địa phương chủ trận của thổ chi đại trận ngay cả pháp bảo phi kiếm cực phẩm như thân hình câu diệt kiếm cũng không thể tạo thành bất cứ hư hào nào. Trong ngũ hành, thổ chủ phòng ngự, thổ chi đại trận không thể phá vỡ. Đừng nói là pháp bảo cực phẩm, cho dù cổ thần phóng ra tiên bảo vô thượng như Ý Linh Long Bảo Tháp bánh kích cũng khó có thể anh phá được thổ chi đại trận. Cổ thần khẽ xoay người, đi về phía trước chui từ dưới lòng đất lên đã là không có khả năng rồi chỉ có thể đi một bước tính một bước nếu như nơi này có truyền tống đến tự nhiên cũng sẽ có địa phương truyền tống ra ngoài mà nơi này hẳn là đáy thiên linh phong bí mật ẩn chứa trong thiên linh phong nhất định có thể tìm được ở đây càng đi về phía trước ánh sáng càng thêm rõ ràng đi trên dưới trăm trượng phía trước xuất hiện một động thính thật lớn lớn trường nghìn trượng thực sự khó có thể tưởng tượng được dưới lòng đất dĩ nhiên có một không gian rộng lớn tới như vậy động thính nghìn trượng này sáng rõ như ban ngày so sánh với sơn động u ám xung quanh Nơi này của thực không khác gì thế giới mặt trời, cước bộ của cổ thần cũng dừng lại trước cửa. Không hề bước thêm, phía sau lưng cảm thấy lạnh toát cả người. Chỉ thấy trên mặt đất động thính, cứ cách hơn 10 trượng lại có một bộ xương trắng. Xương trắng đã sớm phong hóa, bề ngoài vô cùng tàn tạ. Thế nhưng coi như vẫn duy trì không xương hoàn chỉnh. Không xương cách cổ thần gần nhất chừng vài thước, cổ thần lấy ra một thanh trường kiếm. Cạo một ít bột phát từ trên thân bộ xương trắng này, tỉ mỉ quan sát cẩn thận trong mắt đại trấn. Bộ xương trắng này chỉ ít đã chết trong thời gian 5.000 năm trước thời gian năm nghìn năm thừa đủ cho khung xương hóa thành cho tàn rồi thế nhưng bộ xương trắng này vẫn duy trì hoàn chỉnh như trước vậy chủ nhân khung xương khi còn sống có tu vi như thế nào cổ thần đơn giản phỏng đoán một chút chỉ ít cũng là tu sĩ linh anh kỳ trải qua một lần thoát thai hoàn cốt đồng thời trùng tu thân thể nếu là trùng tu linh hồn chí ít cũng phải có tu vi nguyên thần kỳ cổ thần dương mắt nhìn quanh đường nhìn có thể thấy được chí ít hơn trăm khung xương bộ xương khối trước mắt là bộ bị phong hóa nghiêm trọng nhất nói rõ tu vi khi còn sống là thấp nhất có một số khung xương ngay cả vết tích bị phong hóa cũng không có, không chỉ duy trì hoàn chỉnh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tu vi của chủ nhân những bộ xương này khi còn sống hẳn là đạt tới minh khiếu kỳ, không thực sự trải qua hai lần thoát thai hoàn cốt, khung xương không có khả năng bảo trì hoàn chỉnh như vậy. Đồng thời, cổ thần chí ít phát hiện ra ba bốn bộ xương trắng không chỉ vô cùng hoàn hảo, đồng thời thân xương còn trắng suốt sáng bóng, tiết trắng như ngọc. Con người của cổ thần có rút lại, đây chí ít cũng là tu sĩ minh khiếu hậu kỳ, huyết khiếu toàn thân đã thông thuận, trải qua thoát thoát hoàn cốt cải tạo bản thân mới có thể bảo trì khung xương vĩnh viễn không phong hoa khung xương của tu sĩ minh khiếu hậu kỳ dùng để luyện chế pháp bảo phi kiếm so với pháp bảo cực phẩm còn lợi hại hơn nhiều là loại tài liệu luyện khí đẳng cấp cực cao phía trước vô cùng sáng sủa nhưng hiển nhiên là một nơi tuyệt hung cổ thần đứng trước cửa động thính mấy trăm tu sĩ mạnh tuyển cảnh chết ở nơi này hắn mới chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ làm sao dám đặt chân vào nơi tuyệt hung như vậy một lần đứng này kéo dài tròn nửa canh giờ cổ thần sai người quay ngược trở lại sơn động phía sau rất nhanh hắn lại xuất hiện tại vị trí huyệt động ban đầu một canh giờ cổ thần tỉ mỉ kiểm tra mỗi một vị trí nhỏ nhất trong huyệt động dùng thần hình câu diệt kiếm công kích thử mỗi một chỗ nhỏ nhất trên vách động kết quả là không phát hiện ra bất cứ lối ra nào khác sau không có đường lui phía trước là nơi tuyệt hung ngay cả tu sĩ đứng đầu như minh khiếu kỳ mạnh tuyển cảnh chỉ kém một bước nhỏ là bước vào con đường tu tiên cũng chết ở nơi này, thực sự là tiến lui đều khó. Kết trước cổ thần đã từng thám hiểm một ít hiểm địa, thế nhưng chưa từng trải qua tình huống như thế này, phía trước rõ ràng vô cùng sáng sủa. Thế nhưng hải cốt giải rác khắp nơi lại làm sống lưng cổ thần lạnh lẽo run rẩy. Cổ thần ngồi sát biên giới huyệt động, lấy ra cuộn tranh vẽ thổ chi đại trận, lại một lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu, nghiên cứu hồi lâu lại lấy âm dương trận đồ đổ ra đồ chiếu vừa nhìn thổ chi đại trận vừa nhìn âm dương trận đồ liên tục lĩnh ngộ đối với âm dương trận đồ lĩnh ngộ được điều gì đó lại chuyển sang đối chiếu với cuộn tranh đáng tiếc cuộn tranh là thổ chi đại trận một trong ngũ hành đại trận đồng thời còn là một bộ phận thổ chi đại trận không hoàn chỉnh nếu như muốn bằng vào tàn đồ này tìm hiểu thổ đáo thổ chi đại trận nói dễ vậy sao ngũ hành là âm dương trì chất âm dương là ngũ hành chi khí ngũ hành tức là âm dương âm dương tức là ngũ hành trong lòng cổ thần suy nghĩ miên man hình như có chút sở mộ nào đó Ngũ hành tức là âm dương, đây là nguyên lý bất cứ bí điển nào cũng đều nói rõ, thiên hạ không người nào không biết. Thế nhưng, ngũ hành có hình có chất, âm dương là khí vô hình, hữu hình và vô hình, sao có thể giống nhau đây? Nếu không phải giống nhau, vậy ngũ hành sao lại là âm dương? Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy. Trong lòng cổ thần hình như có sở ngộ, hắn vẫn luôn cho hắn ngũ hành chính là âm dương. Nhưng lúc này có chút hiểu ra nhìn sơn không phải là sơn, ngũ hành có hình có chất âm dương là khí vô hình giữa chúng có sự khác nhau hình khác nhau ý giống nhau đột nhiên trong đầu cổ thần anh một tiếng tựa hồ như hồng thủy phá một lỗ hồng trên con đê mạnh mẽ trào qua đột nhiên trong đầu sáng sủa tay trái cổ thần cầm tranh cuộn tay phải cầm âm dương trận đồ nói nếu ngũ hành đại trận và âm dương trận đồ khác nhau ý giống nhau ta có thể căn cứ vào âm dương trận đồ cộng thêm tàn đồ thổ chi đại trận vị tất không thể thôi diễn ra ngũ hành đại trận hoàn chỉnh nếu như có trận pháp xưa nghe được cổ thần nói tất nhiên sẽ ông bụng cười to thiên địa vạn vật ai cũng biết âm dương ngũ hành nhưng thôi diễn ra ngũ hành đại trận hoàn chỉnh chẳng phải thông hiểu biến hóa ngũ hành hiểu được vận chuyển âm dương có thể lĩnh ngộ tới bước này coi như là chư tử đại tiên cũng không hơn từ cổ chi kim vô số tông sư trận pháp ngay cả trước gia lông của ngũ hành đại trận cũng không sờ tới được cổ thần dĩ nhiên muốn bằng một bộ tàn đồ phát ngôn của ngạo muốn thôi diễn ra ngũ hành đại trận hoàn cảnh không bị người khác chê cười mới lạ thế nhưng cổ thần lại không hề nghĩ vậy hắn có âm dương trận đồ trong tay bao hàm tất cả trận pháp thiên địa tuy nói rằng ngũ hành đại trận là kỳ trận thượng cổ bằng vào âm dương trận đồ và cuộn tranh hợp nhất không phải không có khả năng thôi diễn ra nếu như sau này có thể lấy được tàn đồ của ngũ hành đại trận khác vậy con đường thôi diễn của cổ thần không phải càng thêm một phần cơ hội lúc này đang trong thôi diễn thổ chi đại trận cổ thần biết được chỉ khi hiểu được trận pháp mới có thể chạy thoát khỏi thổ chi đại trận nói hiểu được khẩu chi đại trận còn quá sớm thế nhưng bảo trụ tính mạnh trong thổ chi đại trận là đủ rồi tâm niệm của cổ thần vô cùng kiên định một khi đã quyết định sẽ không lùi bước toàn tâm đầu nhập ngay cả thời gian cũng không để ý thiên linh phong dãy núi cự long sau ba canh giờ cổ thần tiến vào thổ chi đại trận một lão già mặc từ bào giống như lưu tinh từ bầu trời phương đông lao tới cực nhanh nhìn tốc độ của lão già hàn là tu sĩ mạnh tuyên cảnh thấy thiên linh phong không còn người sống tất cả kiến trúc đều bị hủy lông mày lão già mặc từ bào nhân lại Đột nhiên, nhãn thần lão giả mặc tử bào sáng ngời, nhìn về khối đá lớn trăm trượng nơi chân núi Thiên Linh Phong, một đạo đội quang xẹt qua, lão giả mặc tử bào hạ xuống trước mặt khối đá lớn. Có thủy thao thao giảng thiên hạ, thân quang như nguyệt hạo đương không? Ánh mắt lão giả mặc tử bào nhìn chăm chú vào 14 chữ lớn này, sắc mặt thay đổi, chốc lát mặt trắng bạch, thối lui ba bước kinh hô, thánh tử có thần không? Lão giả mặc tử bào không phải ai khác, chính là tộc trưởng thế gia tu tiên cung gia đến cung lập ông. Tăng chân co là đế tử đại danh, thân phận không bình thường. Đế đình có chế ngọc giản linh hồn, rút một tia ẩn ký thần thức xung nhập vào ngọc giản. Nếu như tu sĩ bỏ mình, tia ẩn ký thần thức bên trong sẽ bị diệt, ngọc giản bị nghiền nát. Do đó biết được tình huống sinh tử của tu sĩ, tăng chân co vừa chết, đế đình lập tức biết được đế tử tử vong, đế quân giận dữ, lập tức phái người truy xét, nhanh chóng thông qua đại trận truyền âm truy hỏi cung gia.